chương 42. Lộ mạng mạng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 42. Lộ mạng mạng chuyển thiên thứ bảy. 9 giờ rưỡi sáng. Hoa hình nhà trọ nội, Lâm Tại Sơn chính quan cánh tay, tọa đang làm việc trước đài đạn guitar hát. Hắn hát là trịnh quân, lộ mạng mạng. Đây là một thủ rất thú vị lão ca, ca từ thông tục, nói chuyện tháo để ý không tháo, hợp với trêu tức thế tục giai điệu, vị đạo 10 phần. Mới vừa kiếm mười vạn đồng tiền, coi như là vạn nguyên hộ. Buông lỏng hát bài hát này, Lâm Tại Sơn tâm tình như ánh mặt trời ngoài cửa sổ như nhau, nắng sang sảng Chiều nay Bạch Cáp sẽ trở lại. Thấy ngân hàng tài khoản dặm tiền, nhà đầu kia nhất định sẽ nhạt nở hoa ba. Nghĩ, khóe miệng liền loan mở mỉm cười, hát hát cũng càng bừa bãi thích vị thứ nhất cô nương ta nghĩ nàng rất không giống với có thiên hai ta ở trên giường ngươi đoán nàng thế nào đối với ta giảng. Không ai hiếm lạ của ngươi cảm tình ta thân ái ngươi hay nhất trở nên giàu có nếu như ngươi yêu ta. Bởi vì lộ mạng mạng kỳ sửa xa mà chúng ta không thể không có tiền lộ mạng mạng kỳ sửa xa ta chỉ phải không tưởng quá cô đơn. Lục hảo bài hát này demo hậu, Lâm Tài Sơn lại nghe một lần, nghĩ không sai, liền đem ca khúc thượng truyền đến Trung Hoa âm nhạc nguyên sang hiệp hội võng đứng trên không được đăng ký. Và người vị diện như nhau, ở vị diện này, âm nhạc nhân cũng có thể đem nguyên sang ca từ, khúc phổ, bao quát biên khúc, lên một lượt truyện tới Trung Hoa Trung Quốc âm nhạc hiệp hội nguyên sang liên minh dành riêng đăng ký trang web đi đăng ký bản quyền. Vị diện trước kia, từ online đăng ký một ca khúc, muốn giao 10 đồng tiền đăng ký phí. Vị diện này tiện nghi, bắt được một ca khúc Internet bản quyền đăng ký trạc, chỉ cần hai đồng tiền. Nguyên sang người không cần cần phải truyền lên demo, chỉ cần đem từ phổ truyền lên mạng đứng là có thể chú sách. Đương nhiên cũng có thể truyền âm tầng cách thức demo đăng ký. Lâm Tại Sơn đem lộ mạng mạng âm tầng cách thức từ khúc hoàn chỉnh văn kiện lên một lượt truyền. Nộp hai khối tiền hậu, bài hát này coi như là đăng ký xuống. Đây là hắn đăng ký thứ 72 bài hát mấy ngày này, hắn hát trôi qua ca, tất cả đều từ online chú sách, để tránh khỏi bị người sao chép. Vị diện này đạo bản tình huống rất nghiêm trọng, nhưng sao chép hiện tượng ngược lại không phải là rất tràn lan. Tất cả mọi người ở trong cái vòng này lăn lộn, ai cũng không muốn trên lưng sao chép người ác danh, hơn nữa sau một ca khúc cũng bán không được bao nhiêu tiền. Nhưng phòng nhân chi tâm hay là muốn có. Ngoại trừ hát trôi qua ca đều chú sách, lâm tại sơn còn bả thỉnh thoảng nhớ tới tốt ca đều chú sách vì bớt việc hắn đại bộ phận ca chưa từng truyền lên demo chích truyền lên ca từ và khúc phổ chỉ có tâm tình đặc biệt tốt thời gian liền giống bây giờ hắn mới có thể lục demo truyền lên ở đăng ký lộ mạng mạng trước hắn đăng ký chính là mặt khác một bài trịnh quân ca thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn giá lưỡng bài hát xuất từ trịnh quân đồng nhất album con mắt thứ ba giá album ở thế giới trước 1997 niên một nguyệt phát hành, từ nay về sau chỉ dùng lưỡng tháng, liền đại bán 50 vạn trương, sự trịnh quân trở thành leo lên, billboard, thứ một người Trung Quốc ngôi sao ca nhạc. Lâm Tại Sơn là chú sách, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, lúc mới nhớ tới giá thủ lộ mạng mạn Mà sở dĩ muốn đăng ký, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hắn là muốn cho tín đồ nhạc đội bài một chút bài hát này, trợ tín đồ nhạc đội đi dự thi ngày hôm qua và trương hạo lược không ít ngoan thoại nhưng trương hạo bọn họ đoan chính thái độ tham gia lần tranh tài này nhưng dù sao gây ra và tạo bội lan trong lúc đó chuyện phương diện này nhất định sẽ trộn đều thượng tất vĩnh cương cảm tình sở dĩ lâm tại sơn muốn dùng giá thủ thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn nhưng tất vĩnh cương nhìn ra điểm trước hắn có cân nhắc qua cấp trương hạo bọn họ sau power station phản bội tình ca để nhất dọc lệ loại này càng phát tiết nhằm vào chuyện thay đổi ca giá giúp hài tử chưa thế sự, học mòn quá thịnh, hát loại này phát tiết tình cảm ca, có thể sẽ càng đầu nhập, càng có cảm giác. Nhưng cân nhắc một chút hậu, hắn nghĩ loại này ca quá làm kiêu, còn là quên đi. Tất Vĩnh Cương nhất định là còn không có quên mất tạo bội Lan Ni, muốn hát loại này ca, là ở vết thương của hắn thượng tác muối, hội câu dẫn ra hắn đáy lòng đau xót. Đơn giản, liền cho bọn hắn sau một bài càng làm cho nhân mở rộng cửa lòng, trống trải nhân sinh quan ca ba, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Thiên hạ vốn cũng không có không tiêu tan buổi tiệc. Ăn là như thế này, bằng hữu cũng giống vậy, thậm chí nhân sinh đều là một hồi đang từ từ cùng đợi tán đi buổi tiệc. Nam nữ cảm tình loại sự tình này, không có chính là không có, hà tất lại cuốn quyết nghi. Lâm Tại Sơn mong muốn dùng bài hát này, nhưng tất vĩnh cương nhìn càng khai điểm. Ở Lâm Tại Sơn ngực, âm nhạc lớn nhất mị lực chính là cái loại này có thể thay đổi thay đổi nhân tâm, làm cho mở rộng cửa lòng, một lần nữa nên tiếp cuộc sống tốt đẹp lực lượng. Tự như chân tâm anh hùng, trung hát. Trong lòng ta, đã từng có một mộng, cần tiếng ca cho ngươi đã quên tất cả đau nhức. Đây cũng là lâm tại sơn mộng tưởng. Dùng một ca khúc, những tất vĩnh cương từ chết đi trong tình yêu đi tới, có thể sánh bằng trương hạo cùng với hắn nữ bằng hữu nghĩ này hôn chiêu hữu hiệu dùng sinh ra. Ngoài trừ thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn ngoại, Lâm tại Sơn còn muốn cấp tín đồ nhạc đội bài mặt khác lưỡng bài hát. Lần này tín đồ nhạc đội tham gia sinh viên nghệ thuật tiết dàn nhạc bị tái, phân hai ngày tổ chức. Bởi vì tham gia dàn nhạc thực sự nhiều lắm, toàn bộ mẫn châu sinh viên dàn nhạc ở cuối tháng 10 thì, không sai biệt lắm đều phải đi tới Đông Hải dự thi. Có cận bách chi nhiều, một ngày đêm căn bản so với không xong. Ngày đầu tiên rốt cuộc đấu vòng loại, từng dàn nhạc biểu diễn một ca khúc, lúc tuyển ra 24 chi dàn nhạc tiến nhập ngày kế trận chung kết, vậy cũng tương thị Đông Hải sinh viên nghệ thuật tiết bế mạc biểu diễn. Ở trận chung kết thì, dàn nhạc đem có lưỡng bài hát biểu hiện thời gian. Chung vào một chỗ, chính là tam thủ. Dựa theo lệ cũ, thu được quan á huy chương đồng tiền tam danh dàn nhạc, còn muốn tiến hành encore biểu diễn. Sở dĩ lâm tại sơn ít nhất phải cấp tín đồ nhạc đội bài tam bài hát nếu như tín đồ nhạc đội hát cảm giác rất tốt nói chuyện, hắn còn muốn chuẩn bị cho bọn họ Encore ca. Trong này, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn ở nhất định là muốn xếp hạng. Bài hát này tinh khiết biểu diễn độ khó, đối với Trương Hạo cái kia xinh đẹp cao âm tảng mà nói, sẽ không tạo thành quá lớn khiêu chiến, chủ yếu chính là tình cảm biểu đạt, cùng với dàn nhạc biên khúc nhạc đệm có đúng hay không có thể biểu hiện tốt. Đệ nhị thủ, Lâm Tại Sơn muốn cho tín đồ nhạc đội bài chính là một khác thế tính giang nhạc trời cao đất rộng bài hát này biểu diễn độ khó đúng trương hạo mà nói liền tương đối có tính khiêu chiến trương hạo cao âm rất giống tô kiến tính nhưng không biết hắn có thể hay không bả trời cao đất rộng hát như tô kiến tính như vậy cấp lực bài hát này là thủ thành viên trong lúc đó hợp xướng ca tính độ mỗi người đều có thể hát thượng nếu như tập luyện không sai ở hiện trường biểu diễn bầu không khí nhất định sẽ tốt dùng một đoạn mới ái tình đi quên cũ ái tình là từ yêu thương trung đi ra biện pháp tốt nhất. Nhưng thực, bất ly bất khí hữu tình, cũng có thể rất tốt đi pha loãng rơi chết đi ái tình. Lâm Tại Sơn mong muốn tất Vĩnh Cương có thể bị giá thủ, trời cao đất rộng, lây, minh bạch đến, mặc kệ thế giới đầu cùng đa tịch mịch, bên người của hắn nhất định còn có thể có hắn hảo huynh đệ môn làm bạn, có âm nhạc làm bạn. Ái tình không có, không là cái gì trời sập địa hãm chuyện, càng không phải là tận thế trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể sánh ngang ái tình. Chỉ cần tâm tình có thể đánh khai, không nên như vậy hẹp, nhưng có thể sống rất tự tại, rất kiêu ngạo. Đệ tam bài hát, cũng là trận chung kết trung chung cực đại sát khí, Lâm Tại Sơn muốn cho tín đồ nhạc đội bài trịnh quân trời xanh ở trên. Bài hát này là trịnh quân vi tế điện một vị ở 911 trung chết đi âm nhạc bạn bè mà làm, nhưng bên trong bao hàm đích tình cảm, đã vượt qua những tóc rối bời bay lượng tháng chạp gió lạnh, chim nguyên cáo tử xẹt qua thanh khoảng không. Bài hát này vừa mở thiên là có thể làm cho cảm thụ được một loại phô diện nhi lai đại khí cùng bi thương. Làm một trốc en nam, nên có lớn như vậy tức giận tâm tình. Tổng tại nơi một ít chuyện tiểu yêu trung quấn quyết có ý gì? Đại trường phu đương phóng nhãn thiên hạ, chỉ ở bốn phương. Bi chính là cố thổ, yêu chính là tao nhã. Ái tình không có toán cái gì sở hữu tất cả không có đều không thể nói là. Bởi vì còn có trời xanh ở trên. Đương đại đang lúc hết thảy đều với ngươi đối nghịch thời gian, ngươi chỉ cần đạm đạm nhất tiếu thì tốt rồi. Đây mới là đại trượng phu. Giá thủ, trời xanh ở trên lý cảnh rất cao, Lâm tại Sơn lo lắng dĩ trương hạo tài tình và ý chí, sợ là hát không được bài hát này cảnh giới. Nhưng hắn vẫn muốn cho Trương Hạo bọn họ bài bài thử xem, nếu như không được đổi lại ca hắn muốn cho những trốc èn rôn vị thành niên môn, cảm thụ một chút trốc èn rôn lão pháo đích tình nghi ngờ, không nên tổng bả nhân sinh và âm nhạc ánh mắt thả như vậy thiển cận. Lâm Tại Sơn bản thân rất thích giá thủ, trời xanh ở trên, trước hắn thậm chí muốn dùng bài hát này đi tham gia mạnh nhất sướng tác nhân, vòng thứ nhất bị tái. Nếu như là nguyên lai đại thúc tiếng nói hát bài hát này, tất nhiên thông sát toàn trường. Trực tiếp là có thể đem tất cả mọi người rung. Nhưng cũng tích. Lâm Tại Sơn bây giờ tiếng nói không cao như vậy. Trước hắn thử hát một chút bài hát này, hiệu quả không tốt lắm. Loại này ca không thể dùng giả âm đi lên lừa gạt, như vậy ý cảnh liền mất tráo, phải thật đã thật đem bác độ cao âm trên đỉnh đi. Lâm Tại Sơn hiện tại thân thể còn không tốt lắm ni, lo lắng thiếu đủ, tiếng nói ở cao âm vực biểu hiện cũng có chút xa, dùng sức hát đi tới, rất dễ tạp ra, khí phun không ra. Ở chỉ có một lần cơ hội chính thức ghi hình trung, hắn bất năng nã như vậy ca đi mạo hiểm. Vạn nhất ghi hình trung tướng thanh âm hát bổ, vậy quá mất mặt. Đi qua trong khoảng thời gian này đúng này tân tiếng nói quen thuộc, bảo hộ cùng tôi luyện, lâm tại sơn mơ hồ dự cảm được, hắn này tiếng nói sau này không quá khả năng khôi phục lại nguyên lai đại thúc lúc còn trẻ cực kỳ dết cao âm. Cổ họng của hắn đã có tan thương biến chất. Ba bác độ cao âm đi lên nửa hát, hắn trên cơ bản liền vô pháp dùng chân âm đi lên đỉnh bằng không rất dễ ra trạng huống. Như là một vị khác mặt kinh điển cao âm ca, đã chết đều phải yêu, chính mình 81G3, 1 c 3 một b 2 liên tục cao âm, phập phòng không ngừng, cần cực kỳ khí tức cường đại bảo đảm, lâm tại sơn hiện tại không cần giả âm dùng chân âm là xác định vững chắc hát không xuống. Còn có trương vũ sinh, ta chờ mong, bài hát này âm cao tối cao đến E3, lâm tại sơn nếu như khiêu chiến nói chuyện, chân âm tất phá còn có Dương Bồi An, ta tin tưởng, rất có lực ca, tối cao âm đến D3, 21D3, 51D3, 261C3, hầu như tất cả đều là cao âm, thả cao âm khu giảo tự tương đối khó khăn, toàn bộ ca đúng hơi thở yêu cầu ngược lại không phải là rất cao, nhưng chính là có thể đem ngươi hát đến thiếu dưỡng. Lâm Tại Sơn hiện tại đã không có lúc còn trẻ cái loại này dễ dàng khống chế F3 thực lực, loại này ca hắn trên cơ bản đều đụng không được, trừ phi gián âm chính là bởi vì tiếng nói xảy ra tương đối lớn biến hóa, không có trước đây cao như vậy, sở dĩ Lâm Tại Sơn ở gặp gỡ Trương Hạo Hậu mới rất thích Trương Hạo tiếng nói. Một vị khác mặt rất nhiều ca, hắn hiện tại đều hát không được, nhưng Trương Hạo nếu có thể bả tiếng nói cấp tôi luyện được rồi, là có thể hát. Nếu như hắn có thể cho tiểu tử này bồi dưỡng được đến, tiểu tử này sau này chắc chắn là giới ca hát trung một bả lưỡi dao sắc bén. Linh 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 đang muốn lại tân chú sách một ca khúc thì điện thoại di động vang lên. Là Tôn Ngọc Trân điện báo. Này! Lâm Tại Sơn nhận nổi lên Tôn Ngọc Trân điện thoại của. Đại Thúc, ngươi rời giường ba. Đều nhanh 10 giờ, ta đương nhiên nổi lên. Ta ở trong đại tăng ca ni, chúng ta mới vừa khai hoàng hội, ta hiện tại có hai người tin tức muốn nói cho ngươi, một là tin tức tốt, một là không tốt như vậy tin tức, ngươi muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe cái kia không tốt ba ngươi vì sao trước hết nghe không tốt nha? Không vì sao, ta chính là thích trước hết nghe không tốt. Trong miệng tuy rằng chưa nói vì sao, nhưng nơi này là có nguyên nhân. Lâm Tại Sơn trước đây nghe qua một cố sự, là giảng có hai người, một người cật cây nho chíp cật một chuỗi trung tốt nhất một, người chíp cật xấu nhất một. Loại này cật phát, những người trước mỗi lần ăn được cây nho, đều là còn dư lại cây nho trung tốt nhất cái kia, sau đó người luôn luôn ăn được xấu nhất cái kia. Tự hồ chúng ta hẳn là ước ao người trước bởi vì hắn hiểu được hưởng thụ nhưng trên thực tế người trước chỉ còn lại có nhớ lại sau đó người còn có kỳ vọng vậy được rồi ta trước tiên là nói về không tốt lắm tin tức này ba ngươi bị an bại ở mạnh nhất xướng tác nhân để nhất kỳ ghi hình cuối tuần ngươi sẽ tiến tổ chuẩn bị hạ hạ cuối tuần sẽ chính thức ghi hình thời gian rất gấp không thể nói là lạp ta sớm liền chuẩn bị hảo dự thi không ngươi còn không biết chuyện này ngươi bị an bài ở đệ nhất kỳ là có nguyên nhân hiện tại ta không có phương tiện nói vân vân quay đầu lại hai ta nói lý ra gặp mặt ta sẽ nói cho ngươi biết ba nói chung đây không phải là một tin tức tốt vừa là như thế này lâm tại sơn trước hết không hỏi nhiều ngược lại hỏi vậy ngươi muốn nói cho tin tức tốt của ta là cái gì a à? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Công việc mới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 43 Công việc mới, tin tức tốt là ba ca giúp ngươi tìm được rồi một viết ca việc, ngươi có tiền kiếm. Còn không biết Lâm Tại Sơn dựa vào hát tiệc cưới và chỉ đạo tín đồ độ nhạc đội buôn bán lời một số lớn, Tôn Ngọc Trân cho rằng Lâm Tại Sơn nhưng đang đợi công tác mới lại có tiền đã tìm tới cửa, Lâm Tại Sơn tâm thoải mái hỏi. Cho ai viết ca a? À? Cụ thể ba ca không nói với ta. Hình như là hắn ở kịch tổ có một bằng hữu, thỉnh hắn tìm người hỗ trợ viết một bài chủ đề khúc và một bài nhạc đệm. Hắn đang ở xác nhận chuyện này, phỏng chừng đợi liền cho ngươi phát bưu kiện, nói rõ sáng tác yêu cầu. Ngươi giúp ta cảm tạ Lưu Ba, buổi trưa ta mời ngươi lưỡng ăn. Không cần lạp, là... Chờ ngươi kiếm được tiền lại mời ba. Tôn Ngọc Trân vừa giảng. Buổi trưa hôm nay chúng ta tổ lý muốn khởi công tác hội, cật công tác sang, âm nhạc bộ hình như đã ở tăng ca. Hiện tại tất cả mọi người ở tăng giờ làm việc làm tiết mục chuẩn bị cuối cùng công tác. Đi, chờ các ngươi có rảnh rỗi ta lại mời các ngươi. Từ, đại thúc, ngươi nên hảo hảo chuẩn bị thi đấu. Vòng thứ nhất thi đấu đúng người dự thi tác phẩm không có phong cách và chủ đề hạn định yêu cầu vòng thi đấu này rất then chốt, ngươi nhất định phải dùng tốt nhất tác phẩm đến dự thi, nhượng đại gia đối với ngươi có cái ấn tượng tốt. Ta biết. Nghe được Tôn Ngọc Trân hình như đang lo lắng cái gì, Lâm Tại Sơn thấp giọng nói. Ngươi có lời gì hiện tại muốn không có phương tiện nói liền đừng nói trước, vân vân hai ta gặp mặt, tư để hạ hơn nữa. Từ ta đêm nay tan tầm gọi điện thoại cho ngươi. Hảo, đến lúc đó liên hệ và Tôn Ngọc Trân kết thúc trò chuyện hậu không 10 phút, Liêu Ba liền cấp Lâm Tại Sơn gọi điện thoại tới tới, nói thỉnh Lâm Tại Sơn hỗ trợ viết ca chuyện. Liêu Ba có một đại học đông nghệ âm nhạc hệ tốt nghiệp bạn học thời đại học, hiện nay đang ở một nhà cỡ trung điện ảnh và truyền hình chế tác công ty đương âm nhạc biên tập. Công ty bọn họ mới vừa đầu vỗ nhất bộ 40 tập phim bộ, gọi Tình yêu ngàn năm, nói là một chuyển kiếp nghìn năm ái tình cố sự bộ phim này quay chụp bộ phận đã làm xong xuôi rồi, đang ở làm hậu kỳ. Hiện tại cần một bài và kịch truyền hình tương xứng chủ đề khúc, cùng với một bài quán xuyên toàn cục nhạc đệm. Bằng hữu kia nhờ cậy lưu ba thỉnh thâm niên âm nhạc nhân làm, chính là giá lưỡng bài hát. Ca chủ sướng đã định rồi, chính là bộ này kịch truyền hình nữ nhân vật chính Tôn Thuần Giai. Trong đó chủ đề khúc do Tôn Thuần Giai đơn ca. Nhạc đệm yêu cầu là một bài nam nữ hát đối ca, muốn biểu hiện ra kịch trung nam nữ nhân vật chính ở thống khổ mến nhau trung xung đột cảm, hay nhất phải có tương đối lớn sức giảng. Nhạc đệm giọng nữ cũng định rồi là tôn thuần giai, giọng nam còn không có định, nhưng kịch tổ bên kia cho một phạm vi, đều là tôn thuần giai để nhạc công ty nam ca sĩ, các loại loại hình đều có, chỉ cần có thể và tôn thuần giai phối hợp thượng là được. Lưu Ba đem cụ thể sáng tác yêu cầu dĩ bưu kiện phương thức chia lâm tại Sơn báo giá là lưỡng bài hát đóng gói 6.000 Trung Hoa Nguyên, cái giá tiền này chỉ là trao quyền điện ảnh và truyền hình kịch âm nhạc truyền phát tin quyền sử dụng. Nếu như sau này Tôn thuần Giai ra album thu nhận sử dụng giá lưỡng bài hát, tiền lợi khác toán. Bộ phim này đầu tư không lớn, hậu kỳ âm nhạc chế tác phí dụng bị hạn chế rất thấp. Lưỡng bài hát mới 6.000 đồng tiền, nổi tiếng âm nhạc nhân chắc chắn sẽ không nhận như vậy để đoan việc sở dĩ liêu ba bằng hữu kia mới thác liêu ba tìm xem trong vòng bằng hữu nhìn có người hay không có thể làm. Lâm Tại Sơn nhìn bưu kiện dặm yêu cầu hậu, thoáng có điểm mâu thuẫn. Hắn mâu thuẫn đảo không phải là bởi vì đối phương nói ra rất nhiều sáng tác yêu cầu sau đó cho báo giá rất thấp, hắn mâu thuẫn chính là những kịch truyền hình nữ nhân vật chính đến hát ca khúc chủ đề, đây không phải là đạp hư ca đó sao. Đúng bên này giới ca hát lý giải cũng rất trọng hiện lên, Lâm Tài Sơn căn bản chưa từng nghe qua giá tôn thuần giai tên này. Đây mới thực là ca sĩ sao? Tuy rằng nàng có đĩa nhạc công ty, nhưng có chút diễn viên vì mở rộng sự nghiệp, cũng sẽ ký đĩa nhạc công ty ra đĩa nhạc, loại này diễn viên kim chức ca sĩ xoay ngang thông thường đều rất kém cỏi. Lâm Tài Sơn không quá muốn cho người như vậy sao ca, để tránh khỏi bị hủy kinh điển. Lúc từ online tra xét một chút giá tôn thuần giai tư liệu Lâm Tại Sơn mới phát hiện nguyên lai like là hắn quá lo lắng. Giá Tôn Thuần Giai không phải là diễn viên Kim làm ca sĩ, mà là từ ca sĩ chuyển diễn viên. Năm năm trước, Trung Hoa Phương Bắc lớn nhất TV tập đoàn, Thiên Kinh Vệ Thị, cử hành một lần thanh niên ca sĩ thi đấu, Tôn Thuần Giai từ đó trổ hết tài năng. Đương niên chỉ có 18 tuổi Tôn Thuần Giai, dựa vào trời xanh phổi sắc và vượt qua thử thách chính quy biểu diễn bản lĩnh, lấy được giới thanh niên ca sĩ tranh tài quán quân, nhất cử thành danh. Nhưng thiên kinh vệ thì dù sao không giống Đông Hải những đài truyền hình là chuyên tấn công tiêu khiển tống nghệ, bọn họ đẩy dời đi tống nghệ tiết mục lực ảnh hưởng hữu hạn, hơn nữa tôn thuần giai ký trụ tính công ty thực lực rất giống nhau, của nạn danh khí vẫn không đánh ra đến, không hai năm đã bị mọi người cấp quên đi. Vì không bị tàn khốc tiêu khiển hoàn cảnh cấp đấu loại rơi, tôn thuần giai và rất nhiều ca sĩ như nhau, không thể làm gì khác hơn là chuyển hình làm đa tê nghệ nhân. Nàng lớn lên không tính là siêu cấp đẹp, nhưng nhìn rất thuận mắt, đúng giống nhau khán giả mà nói, tương đối có nhãn duyên. Ở hí kịch giới đánh liều 2 năm, Tôn Thuần giai một lần nữa ở trong vòng sông ra nhất mảnh nhỏ thiên địa, hiện tại đã có thể đảm đương trung loại nhỏ kịch truyền hình nữ số 1. Từ online tiền giá Tôn Thuần giai gần nhất ca nghe xong, Lâm Tại Sơn nghĩ giá tiểu thanh âm của nữ sinh tương đương cấp lực, xem của nàng hiện trường diễn xuất tần số nhìn có thể cảm thụ được nữ sinh này quả thực sấn được với phổi sắc, danh xưng là, của nàng hiện trường biểu diễn khí lượng rất đủ, chuẩn âm âm ổn đều phi thường giúp, ở trung cao âm vực biểu hiện thượng càng bá đạo. Đáng tiếc chính là thiếu điểm cá nhân đặc sắc, nếu không nàng này tiếng nói nhất định có thể giận lên đến. Hiểu qua tôn thuần giai biểu diễn phong cách hậu, vừa tham khảo một chút, tình yêu ngàn năm, kịch truyền hình đại khái nội dung vở kịch, Lâm Tài Sơn quyết định cấp cái này kịch tổ sao lưỡng thủ cùng gọi thiên niên chi luyến ca, một bài là tính dàn nhạc và đái ái linh hát đối, một. Khác thủ là F.I.R. dàn nhạc. Bài hát này đều có thể nói kinh điển, cũng phù hợp kịch tổ yêu cầu, tôn thuần giai hát lên sẽ phải rất thoải mái. Có lần trước, bao thanh thiên bị người đoạt việc vết xe đổ, Lâm Tại Sơn đang xác định hảo muốn sao ca khúc hậu, lập tức liền cấp trương bằng phi, trương Hạo đám người gọi điện thoại, bọn họ hẹn xong một giờ chiều đi đại học đông nghệ phòng ghi âm, lục một chút giá lưỡng bài hát demo hắn muốn quyến làm tốt giá lưỡng bài hát demo đưa cho Lưu Ba. Một giờ chiều chỉnh, bảo sang một bữa lâm tại Sơn, cầm viết xong ca từ khúc phổ đến rồi Đại học Đông Nghệ phòng ghi âm. Trương Bằng Phi sớm hắn một đến rồi, đang ở phòng ghi âm lý uống cây cà phê nâng cao tinh thần đi. Mập mạp này đêm qua đi tham gia bằng hữu party, làm cả đêm đi chay, mệt quá, rượu không ít uống, bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu ni, mí mắt phía dưới nổi lên một tầng màu đỏ thẫm tiểu ngật đáp, hắt vành mắt nghiêm trọng, nhìn khí sắc rất kém cỏi. Người tối hôm qua thượng thức đêm. Còn chưa ngủ đủ ba. Không có việc gì, ta ngủ nhất ngủ, chậm tới rồi. Trương Bằng Phi cứng rắn chống giảng. Ba ca mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói công việc này là giúp bạn hắn làm, chuẩn bị cấp tôn thuần giai hát. Đúng vậy, ta trước viết quá lưỡng bài hát, vừa lúc phù hợp lần này soạn yêu cầu giá không phải nhanh lên cầm đến tiên lục demo. Hạo tử bọn họ đâu, còn chưa tới ni. Bọn họ khả năng đến hơi chậm điểm. Vừa hạo tử gọi điện thoại cho ta, nói bọn họ bàn phím thủ ra trạng huống, tiêu chảy còn là thế nào? Chính là tới không được. Đợi phải có cần, ta có thể đạn bàn phím, ta trước đây ở dàn nhạc chính là đạn bàn phím. Đi. Lâm Tại Sơn suy nghĩ một chút nói ta còn muốn thừa dịp xế chiều hôm nay lúc rảnh rỗi, cho bọn hắn dàn nhạc bài bài dàn nhạc tranh tài cani, hiện tại bàn phím thủ tới không được, chủ âm guitar vừa một đại lỗ thủng, xem bộ dáng là bài không được. Nếu không như vậy, Sơn Thúc, ngươi giúp bọn hắn dàn nhạc đạn một chút guitar, ta giúp bọn hắn đạn bàn phím, nếu có thể bài, ta hay là trước bài bài ba, bọn họ dàn nhạc xoay ngang quá hữu hạn, nếu không nắm chặt thời gian tập luyện, đến dàn nhạc thi đấu thì nhất định diễn mù xem tình huống ba. Tiên bả do ta viết giá lưỡng bài hát demo lục được rồi, đến lúc đó nhìn nhìn lại còn có thời gian hay không. Ta sợ giá lưỡng thủ demo cũng phải lục nửa ngày ni. Ba ca nói nhượng âm nhạc hệ lão sư hỗ trợ gọi một và tôn thuần dài phong cách không sai biệt lắm nữ sinh, đại sẽ tới lục demo. Đúng, đây là ta nhượng lưu ba hỗ trợ đi tìm. Giá lưỡng bài hát chủ yếu đều là cấp tôn thuần dài hát tiên tìm một và tôn thuần giai phong cách không sai biệt lắm giọng nữ đến hát thử xem hiệu quả trong đó có một thủ hát đối đợi nhượng hào tử thử xem giọng nam hắn thành sao không phải là ngươi tới a à? trương bằng phi tưởng lâm tại sơn hát ni hắn thích thính lâm tại sơn hát lâm tại sơn hát quá có mùi vị mỗi lần ở hiện trường thính đều là một loại hưởng thụ ta không được đây là ta lúc còn trẻ viết ca âm vực rất cao ta lúc còn trẻ tiếng nói có thể hát hiện tại không được cấp hạo tử thử xem ba nếu là hắn hát hảo cấp kịch tổ đưa qua kịch tổ nghe hảo không đúng tối hậu để hắn hát nghi chính là kịch truyền hình nhạc đệm không cần quá nổi danh ca sĩ hát như thế hai người chính trò chuyện thùng thùng đông phòng ghi âm cửa bị gõ tưởng trương hạo bọn họ đến rồi trương bằng phi vung tay lên tiếng đẩy cửa mà vào cũng trương hạo bọn họ, mà là một vóc người cao gầy yếu điệu, lớn lên khá cụ phong tình lăn lộn máu nữ sinh. Hai vị lão sư hảo, ta là Tào Bội Lan, là âm nhạc hệ năm thứ tư đại học học sinh, mã lão sư nhượng ta lại đây hỗ trợ lục một demo. Là tìm các ngươi lục ba. Nữ sinh này tự giới thiệu, nhượng lâm tại sơn và trương bằng phi đồng thời ngẩn ra, liều ba thác âm nhạc hệ lão sư tìm tới thử hát nữ sinh, đúng là Tào Bội Lan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 44 Thái độ đại biến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 44 Thái độ đại biến trách không được có thể từ mỹ nữ như mây đông hải nghệ thuật đại học trung trổ hết tài năng, giá tạo bội lan lớn lên quả thực đủ tịnh mắt nàng lớn lên rất giống một vị khác mặt hỗn huyết mỹ nữ hứa vĩ ninh, ngũ quan rất có lập thể cảm, hỗn huyết lẫn vào rất rõ ràng. Ở mới rượu màu đỏ thiên phân đầu phụ trợ hạ, nàng cặp kia mê ly màu lam đậm con ngươi, mỉm cười thì tự điện phi điện, giống nhau nam sinh phỏng chừng cũng không dám cùng nàng đối diện, để tránh khỏi bị điện tử. Của nàng lông mi sữa rất nhỏ, mi tim càng sắc bén, mang theo điểm sát khí, nhường phổ thông nam sinh không dám tới gần giá là cố ý trang hóa ra cự ly cảm. Của nàng lau cao không quá nhất thước 68, nhưng cho người cảm giác lại như một cao gầy người mẫu, chủ nếu là bởi vì vóc người của nàng tỷ lệ thực sự quá tốt, là tiêu chuẩn cửu đầu thân. Từ dưới chân đi lên xem, cá tính 10 phần ban mã văn cá chủy lộ chỉ dày cao gót, hợp với một cái màu đen cao eo nhỏ chân bút máy khố, để cho nàng một đôi chiếm toàn thân tỷ lệ 60% đại chân dài có vẻ phá lệ thẳng tắp, tim trường trên thân nhất kiện phiêu giật màu đỏ thẩm tuyết tơ tiểu tay áo sam, ở vòng eo chỗ đánh một khêu gợi kết, cho nàng xà tế eo nhỏ bấm dịu dàng nhưng ác. Trước ngực hai luồng, một điểm chưa từng lộ ra, nhưng bởi vì tuyết tơ chất liệu gỗ rất nhẹ mỏng, sấn đắc hai luồng như ẩn như hiện, đường viền êm dịu mê người. Nàng mang giày cao gót bước đi thì, trước ngực có rung lên một cái sóng động, có thể thấy được đương lượng mười phần. Đồng dạng là đại học nữ sinh, và bề ngoài gầy yếu non nớt bạch cáp so với giá tạo bội lan quả thực tự như một ngôi sao như nhau lóa mắt chói mắt. Giá tướng mạo, vóc người này, khí chất này, nếu so với vậy đại học nữ sinh cao không chỉ một đẳng cấp. Nhưng muốn hòa chân chính đại minh tinh so với, tàu bội lan trên người còn xa không có lắng ra cái loại này có thể trấn được trang diện trang nhã thông dông khí chất. Nàng cho người cảm giác vẫn có chút nộn, trong ánh mắt rõ ràng cho thấy cất giấu cái loại này cô gái trẻ tuổi và mong đợi không giống trương hạo hình dung như vậy ngạo mạng nữ sinh này vào cửa hậu làm tự giới thiệu thì bả tư thái phóng rất thấp vốn có rất khốn vừa nhìn thấy bực này mỹ nữ trương bằng phi thật giống như sung điện như nhau béo mắt trong nháy mắt liền sáng bét tinh thần dịch dịch đứng dậy đón chào đúng đúng là chúng ta thác mã lão sư thỉnh ngươi qua đây hỗ trợ lục một chút demo ta là trương bằng phi cũng là chúng ta đại học đông nghệ âm nhạc hệ tốt nghiệp toán là của ngươi đại sư huynh sư huynh hảo. Tào bội lan chủ động và trương bằng phi bắt tay chào hỏi, hơi phóng điện đôi mắt, hướng bên cạnh lâm tại sơn trên người quan sát một chút. So sánh với cùng nàng nắm tay cái này ăn mặc hắc áo thun quần dinh rất tục khí mập mạp sư huynh, hai bên trái phải vị này giữ lại tóc bạc ăn mặc áo sơ mi trắng đại thúc, khí tràn thập phần thâm trầm bình tĩnh. Có rất ít nam nhân lần đầu tiên thấy ánh mắt nàng không tha lượng, giá đại thúc thì lại nhất hào. Đại thúc này ánh mắt thâm thúy nội liễm, có thể cảm giác được ánh mắt của hắn ở từ trên người người bắt cái gì, nhưng chính là làm cho đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có như vậy khí tràn người của thân phận phỏng chừng sẽ không thấp. Tào Bội Lan rất nguyện ý kết bạn như vậy tiền bối. Vị này chính là Lâm Tại Sơn Lâm lão sư. Ngươi ngày hôm nay muốn lục demo chính là Lâm lão sư viết. Trương Bằng Phi đem Lâm Tại Sơn giới thiệu cho Tào Bội Lan lâm lão sư hảo tàu bội lan chủ động và lâm tại sơn nắm tay lúc bắt tay độ mạnh yếu rõ ràng so với ác trương bằng phi mập mạp thủ thì càng nhiệt tình cám ơn ngươi hỗ trợ a à, tiểu tàu chúng ta chim không dùng được ngươi bao lâu thời gian liền lục lưỡng bài hát demo là được không có ta là ông học tập thái độ tới được đợi ta hát nào có tì vết nào lâm lão sư ngại nhất định phải giúp ta vạch đến hảo hảo chỉ điểm ta một chút Lâm Tại Sơn mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm cô bé này còn thật khiêm nhường, nào có Trương Hạo nói khoa trương như vậy. Ta thính mã lão sư giảng, lần này là đông phương vệ thị Liêu Ba Sư Huynh thác hắn hỗ trợ tìm người. Liêu Ba Sư Huynh ngày hôm nay không tới sao? Ba ca xế chiều hôm nay ở trong đại tăng ca, phỏng chừng không qua được, chúng ta giúp ngươi lục là được. Như vậy a à. Tạo bội lang đích tình tự thoáng có điểm hạ âm nhạc hệ mã lão sư trước theo nàng nói nói liêu ba là một trức có tiền đồ đại sư huynh ở đông phương vệ thị lẫn vào phi thường tốt sau đó như tạo bội lan bọn họ những âm nhạc hệ hậu bối đi đài đông phương đều có thể tìm liêu ba hỗ trợ tạo bội lan là ông kết bạn liêu ba cái này đại sư huynh tâm tới không nghĩ tới lại không thấy được liêu ba người của bất quá cũng không quan hệ lạp có thể kết bạn ta giới trung khác tiền bối cũng không thác nhất là giá tóc bạc đại thúc nhìn tương đương có cá tính A. Hắn nói không chừng là một so với Lưu Ba lợi hại hơn trong vòng người đâu. Ngươi nhận thức ba ca sao? Thính tạo bội lan giảng Lưu Ba, Trương Bằng Phi hỏi đối phương. Ta không biết. Nhưng ta nghe nói Lưu Sư Huynh rất có tài hoa, năm đó ở Đại học Đông Nghệ Tổ đạp tuyết tầm mai, dàn nhạc phi thường nổi danh, ta rất muốn nhận thức một chút Lưu Sư Huynh. Biết hai người này là bạn của Liêu Ba, Tào Bội Lan phách nổi lên Lưu Ba nịnh bợ ha ha, ta chính là đạp tuyết tầm mai bàn phím thủ. Ngài là đạp tuyết tầm mai vàng nhạc. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sư huynh, đợi ngươi nhất định phải lộ hai tay, nhượng sư muội mở mắt một chút a. À. Ha ha, ở lâm trước mặt lão sư, ta cũng không dám bêu xấu. Lâm lão sư phải. Đại Đông Phương. Tào Bội Lan thử thăm dò hỏi. Không, ta không phải là Đại Đông Phương, ta bây giờ là tự do âm nhạc nhân. Hơi kinh ngạc, xem lâm tại sơn khí tràng, tào bội lan cho rằng đó là một tư thâm giám chế hoặc chế tác người đâu, hắn thế nào lại là một tự do âm nhạc nhân. Gần nhất lâm tại sơn ăn cái gì ăn, bả khí sắc trật trở về rất nhiều, thân thể cũng thân thể cường tráng không ít, không giống trước dường như hoàn toàn nhất phó nghèo túng đại thúc dạng. Ngươi nghe qua ruộng lúa mạch ba. Lâm lão sư chính là ruộng lúa mạch nguyên hát năm đó siêu cấp trốc èn rôn nhân. Trương Bằng Phi nâng lên lâm tại sơn. Tế mi hơi nhíu, tàu bội lan thoáng cái không phản ứng kịp, ruộng lúa mạch là như thế nào bài hát. Đối với các nàng những 20 tuổi ra mặt thanh niên nhân mà nói, ruộng lúa mạch thật sự là quá xa xôi ca. Ruộng lúa mạch lửa thì, các nàng còn bi bô tập nói ni. Hoàng hôn Phạm Vi nhìn rất tốt đẹp, ta xem phương xa ruộng lúa mạch, thấy không ít xinh đẹp mỉm cười, cũng thoát khỏi không ít phiền não trương bằng phi ngâm nga hỏi tào bội lan giá thủ ruộng lúa mạch ngươi sẽ không chưa từng nghe qua ba đương niên đa lửa a à? a à, giá thủ a à, nghe qua nghe qua nguyên bản khiêm tốn mỉm cười trong nháy mắt liền trở nên khô khốc vùng xung quanh lông mày cũng hơi mặt nhăn bắt đi tào bội lan biết trước mắt đại thúc này thân phận hắn dĩ nhiên là cái kia ngồi chồng hổng quá lớn một nghèo túng trốc èn rôn nhân lâm tại sơn đính ngươi một phế. Thế nào lại là hắn? Tạo bội lan ở trong lòng mắng nhất cú tiếng Quảng Đông thô tục. Mặc dù là ở Pháp ra đời, nhưng tạo bội lan là ở Việt Châu lớn lên, tiếng Quảng Đông nói so với tiếng Pháp lưu sinh ra. Nàng căn bản không nghĩ tới, chính bả trên đầu chuyện đều cấp đẩy, Mỹ tư tư đã chạy tới, dục kết bạn tiền bối, sẽ là như vậy bụi bặm chồng chất chính là nhân vật. Trách không được lưu ba không đến ni, phỏng chừng Lưu Ba căn bản cũng không muốn cùng Giá Lâm tại Sơn giao tiếp. Là kiên trì bất đắc dĩ đang giúp đỡ làm chuyện này. Ở Tàu Bội Lan trong ấn tượng, Giá Lâm tại Sơn chính là một thụ mọi người phỉ nhổ giới Trung Ác Ôn. Không ai nguyện ý cùng người như vậy làm bạn. Nàng nếu là hát Lâm tại Sơn demo và Lâm tại Sơn có liên quan, sau đó ở trong vòng còn thế nào lăn lộn. Mã lão sư có biết hay không là muốn cấp lâm tại sân hát demo A, làm sao sẽ để cho nàng đến giúp chuyện này? Đây quả thực là ở hãm hại nàng ni. Đính ngươi một phế. Tạo bội lan càng nghĩ càng giận. Hai tay đều cắm vào cao thắt lưng bút máy khố trong túi quần, nàng nỗ lực quản lý vẻ mặt của mình, tâm tư muốn suy nghĩ gì mượn cớ đuổi chặt thiểm rơi, nàng tuyệt không có thể cùng giá lâm đại ác ôn có cái gì liên quan. Người như vậy, nàng không thể trêu vào, lẫn mất khởi cũng có thể ba. Hừng đông còn có một canh, ngày mai chí ít bốn càng. Quỳ cầu tấm vé phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Lại muốn siêu thần. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 45 Lại muốn siêu thần, lâm lão sư siêu cấp có tài hoa, không nhìn ra Tàu Bội Lan tầm tính xảy ra kịch biến, Trương Bằng Phi còn đang một kính đang cầm lâm tại sơn. Lần này bạn của ba ca phát kịch truyền hình, chủ đề khúc và nhạc đệm đều là thỉnh lâm lão sư cấp làm. Ngươi ngày hôm nay lại đây chính là giúp lâm lão sư hát một chút giá lưỡng bài hát demo. Ô hát. Như có điều suy nghĩ gật đầu, Tàu Bội Lan không có chủ động đi trong năm lâm tại sơn muốn nhạc tiên làm quen một chút ca. Nàng trong đầu ở nhanh chóng phân tích bạn của Liêu Ba phách kịch truyền hình, làm sao sẽ tìm Lâm Tại Sơn người như vậy làm ca? Nếu không ngày hôm nay thấy tận mắt giá đại thúc, nàng còn tưởng rằng giá đại thúc còn đang thiết trong tù giam giữ ni. Giá đại thúc ở trong vòng đã sớm không tin tức, thế nào đột nhiên lại nhô ra. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng tiếp xúc vòng tròn quá nhỏ, sợ dĩ không biết. Kỳ thực giá đại thúc đã sớm tái nhậm chức, một mực phía sau mạng khiêm tốn làm việc xem mập mạp này sư huynh tôn sùng như vậy giá đại thúc, giá đại thúc lẽ nào đã một lần nữa tỉnh lại, vừa đánh ra nhất mảnh nhỏ ngay. Liêu ba sư huynh có thể không phải là vì tránh giá đại thúc, mà là thật có sự tới không được, sợ dĩ thỉnh giá béo sư huynh và giá đại thúc cho nàng lục demo. Muốn nhìn như vậy, nàng kết bạn một chút giá đã từng ác ôn đại thúc, đảo cũng không phải chuyện xấu. Nhưng liền sợ không phải nàng nghĩ như vậy, giá đại thúc như cũ ở trong vòng xú danh chiêu, tội ác chồng chất giả như, giá đại thúc ở trong vòng danh tiếng như trước rất kém cõi kính, nạn và giá đại thúc nếu có liên hệ, vậy đối với của nạn tiền đồ phát triển đem rất bất lợi. Nói chung, việc này còn là cẩn thận một chút ba, tiên đừng lục, đều làm rõ ràng sau đó lại lục ba. Lâm Tại Sơn nhìn thấu tàu bội lang trên người biến hóa vi diệu, trong lòng không khỏi sinh ra bất đắc dĩ. Nguyên lai đại thúc ác danh có lợi hại như vậy sao? 20 tuổi ra mặt tiểu hài tử nhận ra hắn hậu, Đều phải đối với hắn tị mà xa chi Trương Bằng Phi thấy mỹ nữ nhưng lai kính Kế tục trò chuyện Giá lưỡng bài hát sau này đều phải do Tôn Thuần Giai hát Bộ này kịch truyền hình chính là Tôn Thuần Giai vai chính Người biết Tôn Thuần Giai là ai ba Ta biết 8 giờ đương nữ diễn viên Nàng trước kia là ca sĩ Được xưng, phổi sắc Ta ở hiện trường nghe qua nàng hát Quả thực lợi hại Ngay cả hát mười mấy cao âm khu cũng không mang để thở khí cực kỳ trường. Lần này ba ca nhượng mã lão sư từ chúng ta âm nhạc hệ tìm một khí tức rất đủ dòng nữ. Hắn đề cử ngươi qua đây, xem ra cây bội lan sư muội thực lực của ngươi cũng tương đương đắc a. À. Hiện tại giới ca hát thượng cực kỳ nhất lưu mỹ nữ ca sĩ càng ngày càng ít. Ngươi có hy vọng đánh vỡ cục diện này a? À. Ha ha. Lâm tại sơn hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới mập mạp này da mặt dày như vậy, ác tâm như vậy nói đều nói được. Thấy tào bội lan ngạo ngạo nhún vai đều lười phản ứng Trương Bằng Phi, Lâm Tại Sơn đem lời nhận lấy, đưa cho Tào Bội Lan một phần nhạc. Bài hát này từ và phổ, người tiên làm quen một chút. Phải có như thế nào không hiểu, người có thể hỏi ta. Nhận lấy nhạc, đúng Lâm Tại Sơn xin lỗi cười, đem tuyết trắng tay nhỏ bé phụ ở đem tuyết tơ áo sơ mi hạ vạt áo đánh thành nơ con bướm hông của trước bụng, Tào Bội Lan cự giả diễn lên hí. Ta cái bụng có điểm khó chịu, Lâm lão sư, ngươi không ngại ta bả bài hát này phổ nã đi ra bên ngoài chính đi làm quen một chút ba. Ta không ngại, ngươi tới điện ngục đi. Tạo bội lan xong đáp ứng hậu, lập tức cầm nhạc ly khai phòng ghi âm. Mang theo nồng đậm hắt vành mắt béo mắt, khóa chặt tàu bội lan cao thắt lưng bút mấy khố mông hậu, Tàu bội lan hỗn huyết kiều đồn bị cực kỳ lạc bút mấy khố bao gồm phi thường đầy ấp chặt dồn, mang giày cao gót bước đi thì, cái mông lắc một cái lắc một cái, tư thái tự nhiên mê người, cấp trương bằng phi nhìn nâng cao tinh thần cực kỳ lâm tại sơn cũng liếc mắt một cái nhưng không nhiều xem mà là cầm mặt khác một bài thiên niên chi luyến nhạc đang giúp trương hạo từ nhạc thượng làm chú thích để tránh khỏi trương hạo không hiểu bản nhạc bên trong cất giấu một ít điệu biểu diễn kỹ xảo sơn thúc nữ sinh này hình như chính là hạo tử như vậy sang nàng kia thực sự là nhân không thể xem bề ngoài a à, tất vĩnh cương hữu nút dĩ nhiên nằm quá cao như vậy khóa nữ sinh Lâm Tại Sơn liếc trương bằng phi liếc mắt. Ngươi vừa động cái gì oai suy nghĩ ni? Không dùng tới não cân, ta chính là nghĩ nữ sinh này lớn lên đủ xinh đẹp, nàng chân xứng đôi đại học đông nghệ hoa hậu giảng đường một trong. Ngươi cũng đừng vớ vẩn đẻo gọt người ta. Lâm Tại Sơn nói thẳng đã kích trương bằng phi. Đây không phải là của ngươi đồ ăn, ngươi cật không dậy nổi. Nhanh lên cấp hạo tử bọn họ gọi điện thoại ba, hỏi bọn họ một chút đến đâu rồi, thúc giục thúc giục bọn họ giá đều nhanh một chút một khắc bọn họ cũng không có thời gian quan niệm nhượng ta chờ bọn họ thấy lâm tài sơn có chút tức giận trương bằng phi nhanh lên chạy đi một bên cấp trương hạo bọn họ gọi điện thoại trong điện thoại trương bằng phi vốn có muốn hỏi một chút trương hạo bọn họ và tạo bội lan trong lúc đó sóng núi cởi ra không cởi ra nhưng trương hạo bên kia vừa nhận điện thoại đến liền rất gấp hắn nói cho trương bằng phi bọn họ chính hướng thị y viện cảng ni Tình huống gì a? À? Các ngươi để làm chi đi thị y viện a? À? Lưu Dương ngộ độc thức ăn. Tình huống thật nghiêm trọng, đều sùi bọt mép. Giáo y viện không trị được, hiện tại chúng ta chính hướng thị y viện chuyển ni. Phi ca, ngươi cùng ta sư phụ nói một tiếng, chúng ta đoán chừng phải tối nay đến phòng ghi âm, chúng ta đắc tiên cấp Lưu Dương đưa qua. Ta sát, đều sùi bọt mép. Vậy các ngươi nhanh lên chiếu cố hắn ba, tiên đừng động phòng ghi âm bên này chờ hết bận tới nữa. Trương Bằng Phi khổ sở ra mặt về tới Lâm Tại Sơn bên người. Lâm Tại Sơn nghe được Trương Bằng Phi giảng điện thoại, nhíu hỏi. Chuyện gì xảy ra a? À, người nào sùi bọc mép? Bọn họ bàn phím thủ Lưu Dương, bắt đầu cho rằng tiêu chảy ni, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, đi giáo y viện tra một cái, là ngộ độc thức ăn. Còn sùi bọc mép? Hào tử mấy người bọn hắn chính cùng đứa bé kia hướng thị y viện chuyển ni hào tử nói vân vân cấp lưu dương đưa qua nhìn tình huống sau đó sẽ chạy tới ai lâm tại sơn không thể tránh được thở dài lúc này lại bệnh thật là đúng lúc lâm tại sơn nói cho trương bằng phi mấy người bọn hắn một chốc cũng tới không được ngươi ta còn có tạo bội lang chúng ta ba tiên lục một ca khúc ba thủ do tôn thuần giai đơn ca thiên niên chi luyến ta tiên lục Liện ta ba nhân được không không được cũng phải đi a à, cũng không thể lãng phí thời gian tại đây khô chờ xem chính là demo không cần quá đã tốt muốn tốt hơn thấy trong phòng ghi âm đã có nhạc khí lâm tại sơn đứng lên nói ta đi nhất quỷ nhất quỷ tiên lục nhạc đệm ba a à, không tiên hợp nhất biến sao ngươi đang nhạc khí nhất quỷ nhất quỷ có thể lục trương bằng phi rất giật mình dựa theo bình thường ghi âm trình tự đều là dàn nhạc tiên luyện tấu mấy lần sau đó cùng ca sĩ cùng nhau đầy luyện, thử lục vừa đến hai lần. Các nhạc khí nhạc thủ lúc này đều phải tìm đúng bài hát này cảm giác và tiết tấu, sau đó sẽ phân ghi âm, từ cổ bắt đầu, nhất quỷ nhất quỷ lục nhạc đệm âm, cổ lúc là bass vân vân giọng thấp bộ nhạc khí, kế tiếp là bàn phím, nhạc đệm guitar, chủ âm các hắn chờ một chút. Như vậy nhất quỷ nhất quỷ lục hảo nhạc đệm âm quỷ hậu, do lăn lộn âm sư đem sở hữu âm quỷ đều lăn lộn cùng một chỗ điều phối các nhạc khí âm lượng và chừng độ, hơn nữa nhụm đắm hiệu quả, tiện đà bày biện ra muốn nhất cái loại này nhạc đệm hiệu quả đến. Lại sau đó, phải ca sĩ chính thức tiến bằng lục hát, mang nghe lén ống nghe điện thoại, thính thấp lục khô. Ghi âm sư muốn ghi xuống ca sĩ biểu diễn kiền thanh, sẽ cùng nhạc đệm lăn lộn âm điều xứng, tối hậu làm tiếp ôn tồn và hậu kỳ hiệu quả nhụm đắm vân vân bước, đi, cuối mới coi xong thành một ca khúc thu công tác trương bằng phi thính lâm tại sơn hiện tại ý tứ này vừa muốn nghịch thiên a à. cái gì đều không cần nghe cũng không cần không ngờ như thế luyện giá đại thúc chính như nhau nhạc khí như nhau nhạc khí đi lục nhạc đệm đây quả thực hay nói dẫn ni nhạc cảm và âm nhạc tư duy nhiều lắm kinh người thiên tài tài năng làm ra như thế thay đổi thái chuyện a à. giá đại thúc cũng quá điên cùng ba Kỳ lần trước nhất quỷ nhất quỷ ngược cấp ở hồ điệp phối nhạc sau đó Lâm Tại Sơn tự hồ lại muốn dĩ thần kỹ đến khiếp sợ Trương Bằng Phi. Vốn đang trở về chỗ tàu bội lan hỗn huyết phong tình ni, bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn lại muốn siêu thần phát huy, lực chú ý lập tức liền chuyển dời đến Lâm Tại Sơn trên người. Trương Bằng Phi na béo thân thể hưng phấn ngồi vào đài điều khiển hậu, đội nghe lén ống nghe điện thoại, chuẩn bị cấp Lâm Tại Sơn trảo nhất quỷ thần kỳ vô giai điệu nhịp trống nhạc đệm. Vừa một tuần lễ mới, trùng bản. Ký hợp đồng hậu lần đầu tiên có đề cử vị Quỳ cầu đại gia đa đầu tấm vé phiếu đề cử. Tuần này canh tân khẳng định đa, ngày hôm nay chỉ ít canh tư, quỳ cầu phiếu đề cử và cất dấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Đẹp trai nhịp trống Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 46 Đẹp trai nhịp trống đông đát đát đông đát đát trong phòng mang theo trống không nghe lén ống nghe điện thoại thử gõ vài cái cổ lâm tại sơn lập tức đem dùi trống buông xuống hướng ra ngoài đang lúc trương bằng phi làm một xúc tay của thế biểu thị như vậy lục không được lần trước hắn nhất quỷ nhất quỷ cấp tháo hồ điệp ở lục nhạc đệm ống nghe điện thoại lý là có lục tốt bàn phím giai điệu và tiếng ca giọng chính hắn là theo ống nghe điện thoại trung bình tiếng ca ở phản nhạc đệm hiện tại ống nghe điện thoại lý hoàn toàn là trống không, hắn tinh khiết bằng đầu óc đi huyễn tưởng thiên niên chi luyến, tiết tấu, sau đó nỗ lực đánh ra đến, điều này thật sự là có điểm biến thái. Đánh mấy người vật hậu, Lâm Tài Sơn liền phát hiện việc này hắn làm không được, dù sao không phải là chuyên nghiệp tay trống, bên tai nếu không nghe giọng chính, nhìn không cổ phổ đến đã, hắn căn bản tìm không được nhạc đệm cảm giác. Vậy nhạc sĩ lục đường sắc đơn tuyến nhạc đệm âm thì, một con ống nghe điện thoại trung cũng phải cần có việc tiên lục tốt giọng chính do giai điệu mang theo đi phía trước tiếng không có giai điệu bằng vào cảm giác đi lục đường sắt đơn tuyến thì là lục đi ra khẳng định cũng là khuyết thiếu cảm giác âm nhạc làm sao vậy đại thúc trương bằng phi xuyên thấu qua truyền âm microphone hỏi phòng trong lâm tại sơn người tiên cho ta lục nhất quỷ giọng chính ba lâm tại sơn ngồi xuống bàn phím trước chuẩn bị biên đạn bàn phím biên hát tự như hồ điệp như vậy. Hắn giọng một cái, đãi đèn đỏ đổi xanh hậu, lâm tại sơn chạy xe không tâm tình, đem chính đại nhập phơ hãy yếu thiên niên chi luyến giai điệu, dùng bàn phím bắt chước ra nguyên khúc khúc nhạc dạo trung lý đảo đặc hữu cái loại này nhạc khí nhịp, đơn giản bắn một khúc dạo đầu, sau đó thiết tinh chuẩn tiết tấu, hắn dùng biến nhỏ giả âm bắt đầu rồi nữ hãy ít thiên niên chi luyến đàn hát rừng trúc ngọn đèn dầu đảo quốc sa mạc thất sắc quốc gia không ngừng phiêu giật trong gió có một loại thần bí màu xám cho vòng xoáy đem ta cuốn vào sương mù dày đặc trung thấy không rõ hai tay của một đóa hoa truyền đến người nào đi qua ôn nhu. Có bàn phím hộ giá hộ tống, lâm tại sơn hành văn liền mạch lưu loát dùng giả giọng đem ca khúc hát xuống tới. Chỉ là lục nhạc đệm dắt hãy giọng chính, sở dĩ hắn hát cũng không phải rất đầu nhập cảm tình, hắn cường điều chú ý nhịp thiết phân và chuẩn âm nắm chặt ở quá độ brick tiểu tiết lâm tại sơn hát phá lệ chú ý bởi vì này một ít trích nội dung chính dẫn dắt nhạc đệm biến hóa từ nghe lén ống nghe điện thoại lý nghe lâm tại sơn dùng giả giọng hát trương bằng phi như cũ có một loại rất hưởng thụ cảm giác loại này hưởng thụ không giống trước thính lâm tại sơn hát là siêu cấp để ý cái loại này hưởng thụ mà là từ âm thuần nhạc kỹ năng phương diện đang hưởng thụ lâm tại sơn thần biểu diễn trương bằng phi rất rõ ràng Lâm Tại Sơn đây là đang thử lục đầu mối chính giai điệu, sở dĩ hắn cường điệu nghe xong Lâm Tại Sơn viết giá thủ thiên niên chi luyến giai điệu biến hóa cùng cả khúc giàn giáo. Ông học tập tâm tính, trương bằng phi nghĩ Lâm Tại Sơn bài hát này viết mang theo điểm thần bí vị đạo, giai điệu và ca từ cùng nhau tạo nên một loại rất nhanh các hình ảnh phong cách, nhạc phong sắc bén, không chút nào ước ác bẩn thiểu, bric tiểu tiết ngắn gọn hữu lực, liên tục không ngừng. Nếu như do đại phế nữ hát đi ra, bài hát này sẽ phải rất sảng khoái, nhất là điệp khúc liên tục không ngừng diễn dịch bộ phận, Trương Bằng Phi dùng chính quy tư duy tưởng tượng một chút đô hội rất đáng nghiêng. Chỉ nghe một lần, Trương Bằng Phi là có thể từ góc độ chuyên nghiệp phân tích ra một thất thất bát bát đến, tổng kết mà nói, bài hát này viết rất tuyệt. Nếu như kịch truyền hình có thể nhiệt bá, giả thủ chủ đề khúc mới có thể tùy theo hỏa hoàng A. Ca khúc phân tích đứng lên rất đơn giản, nhưng phải sáng tác hóa phùng vi giảng đem mỗi một một tiểu tiết đều làm được tinh chuẩn cắt vào người nghe cảm quan đây cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng giá đại thúc viết ra ca vì sao luôn luôn có thể để cho nhân vỗ án tán dương ni trương bằng phi đúng thực sự là lâm tại sơn chịu phục đến nhà hắn đương nhiên sẽ không biết lâm tại sơn dời ra ngoài những ca đều là một vị khác mặt âm nhạc mọi người trí tuệ kết tinh là nghiêm chỉnh một thế giới âm nhạc tinh hoa ngay lâm tại sơn thử lục thiên niên chi luyến thì phòng ghi âm tần trật khúc quanh tàu bội lan chính kiều tiêm trường thẳng tắp chân bắt chéo ngồi ở phóng chậu hoa trên bình đài lấy tay cơ tìm tòi lâm tại sơn tin tức nàng muốn nhìn một chút giá đại thúc có đúng hay không đã tái nhậm chức nhưng mà internet cho ra tin tức tìm tòi kết quả tất cả đều là thất năm trước lâm tại sơn đánh người bỏ tù tin tức còn có rất nhiều hữu quan lâm tại sơn sinh hoạt cá nhân mặt trái đưa tin mỗi một thiên văn chương lý đều tràn đầy bạo lực và rơi xuống nguyên tố, ở truyền thông dưới ngòi bút, giá đại thúc chính là một quái đảng bạo lực cuồng. Hoàn toàn chính là một ác ôn a. À. Tào Bội Lan nhìn rất phiền muộn, giá đại thúc hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Để điện thoại di động xuống, Tào Bội Lan lại nhìn một chút lâm tại sơn viết giá thủ thiên niên chi luyến. Tiên không thấy từ khúc, án mình tập quán, nàng tiên nhẹ giọng đọc một chút từ. Rừng trúc ngọn đèn dầu, đảo quốc sa mạc thất sắc quốc gia không ngừng phiêu giật trong gió giá viết cái gì ngoạn ý a à. tạo bội lan cảm giác được một nồng nặc văn nghệ trang bê gió đập vào mặt Chính thủ từ đọc xuống tới nàng hoàn toàn không hiểu nổi lâm tại sơn rốt cuộc đang viết gì thử dựa theo bản nhạc hát mấy câu giai điệu cảm nhưng thật ra rất mạnh ở bên trong giai điệu đường công chỉnh tề đẩy mạnh hậu kỳ trở nên phá lệ bàn bạc mà có co giảng nhất là điệp khúc vài đoạn điệp khởi tham tiếp tương đối thành thục cấp lực bài hát này nếu như lên tiếng hát đi ra hẳn là đỉnh đã nghiêng chỉ là giá từ vô cùng trang bê. chẳng bao lâu sau lâm tài sơn là như vậy kháng một trốc èn rôn nhân bây giờ lại viết như vậy toan từ điều này làm cho nhiệt tình yêu thương quá trốc èn rôn tạo bội lan nghĩ có chút không giải thích được và bất đắc dĩ bạn học ngươi là mã lão sư gọi tới hỗ trợ lục demo ba thế nào ở bên ngoài luyện cani đang cúi đầu nhìn bản nhạc hanh ca, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi ăn mặc quần tây dày da đại chân dài. Tào bội lan ngẩng đầu nhìn lên, là một người mặc tu thân thiên điệu cách bán tay áo sam, mang nhã nhặn kính đen thành thục dễ nhìn đang hỏi nàng nói chuyện. Thính đối phương nói mã lão sư, tào bội lan ngẩn ra, đứng dậy hỏi. Ngươi là? Ta là Liêu Ba, chính là ta thác mã lão sư hỗ trợ tìm một tư chất tốt bạn học lục demo, chắc là ngươi đi rất thích thưởng thức phong tình khác nhau mỹ nữ. Liêu Ba vừa vừa lên lầu, liền chú ý tới tịnh mắt tạo bội lan, vì vậy không chút do dự cứ tới đây hỏi đối phương có đúng hay không cái kia thử hát demo học sinh. Thì là đối phương không phải là, hắn cũng có thể mượn cơ hội cùng đối phương trò chuyện vài câu, nhận thức một chút. Tôn Ngọc Trân vì sao vẫn cũng không muốn cùng với Liêu Ba, cũng là bởi vì giá xuất qua vừa nhìn thấy Mỹ nữ liền tiểu lộc loạn chàng ngươi chính là liêu ba tiền bối a à, mã lão sư vẫn khen ngươi có tài hoa ni mê ly con ngươi sáng bét tào bội lan vui mừng trong bụng vốn có cho rằng gặp không được liêu ba rồi đó không nghĩ tới đại sư này huynh dĩ nhiên tới xem giá đại dáng vẻ của sư huynh thực tại đẹp trai a à, trách không được hắn đương niên tổ dàn nhạc rất giận ni mã lão sư liền thích khoa nhân đã nhiều năm như vậy vẫn là như cũ liêu ba cười đắc ý hỏi tào bội lan ngươi thế nào ở bên ngoài luyện ca ni phòng ghi âm còn chưa tới người sao tới lâm lão sư và bằng phi sư huynh đều ở đây ni vậy ngươi cũng đừng ở bên ngoài đợi bên ngoài lại không lãnh khí đa nhiệt a à, đi thôi đi phòng ghi âm ừ Tào bội lan theo liêu ba cùng nhau về tới phòng ghi âm có liêu ba ở tàu bội lan ngực kiên định sinh ra tuy rằng còn là không biết rõ sở lâm tại sơn rốt cuộc là thế nào một trạng huống nhưng có lưu ba tham dự chuyện này nàng nghĩ việc này phải dựa vào phổ sinh ra trương bằng phi chính mang nghe lén ống nghe điện thoại giúp lâm tại sơn lục nhịp trống nhạc đệm trong phòng lâm tại sơn cũng mang theo nghe lén ống nghe điện thoại đàn ở rơi gõ cái giá cổ không có khác âm nhạc chỉ có tiếng trống chấn triệt chỉnh đang lúc phòng ghi âm trương bằng phi chuyên chú giúp lâm tại sơn ghi âm ống nghe điện thoại cách âm hiệu quả tốt, không có nghe được phòng ghi âm tiếng người. Lâm Tại Sơn chuyên chú đánh cổ, cũng không thấy được Liêu Ba và Tào Bội Lan vào được. Liêu Ba và Tào Bội Lan vào nhà hậu, biết hai người khác đang làm việc, liền không nói chuyện quấy rối đối phương, hai người lặng lẽ đứng ở trương bằng phi phía sau quan vọng trong phòng Lâm Tại Sơn đánh trống. Đều rốt cuộc nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa nhìn trang diện này, hai người chỉ biết Lâm Tại Sơn là ở lục đường sát đơn tuyến nhịp trống cảm thụ được lâm tại sơn sao ra cực phú sức giảng nhịp trống tiết tấu, hai người âm thầm kinh dị, bọn họ không nghĩ tới giá đại thúc cổ có tốt như vậy. Học lưu hành ca lộ hậu, Tào Bội Lan đã có hơn hai năm chưa từng lập ban nhạc. Lúc này, nhìn lâm tại sơn rơi đánh trống, nghe lâm tại sơn đánh ở nàng đáy lòng từng tiếng nặng cổ, Tào Bội Lan âm thầm nhiệt huyết sôi trào, thủ trở nên rất ngứa, muốn đi đạn vài cái guitar, và lâm tại sơn nhịp trống hợp với. Két. nghe xong non nửa phút lâm tại sơn gõ trống lưu ba xoay người lại muốn đi uống miếng nước khi thấy lâm tại sơn phóng ở trên ghế salon tay của cơ đang không ngừng chấn động không lưng liếc liếc mắt chỉ thấy phía trên điện báo biểu hiện là lưu manh manh mã tổng giam trợ lý lưu manh manh lưu ba vùng xung quanh lông mày mặt nhăn ở rất không lý giải lâm tại sơn như thế nào cùng lưu manh manh con tiểu hồ ly thông đồng ở cùng một chỗ quỳ cầu phiếu đề cử Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 47 Kinh người nhạc cảm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 47 Kinh người nhạc cảm lâm tại sơn trống đánh xong mới chú ý tới liêu ba tới Ngồi ở cái trống hậu Lâm Tại Sơn khẽ cau mày, đang hồi tưởng chính vừa có có mấy người tiểu tiết hình như có điểm cởi vỗ, không rất hài lòng. Liêu Ba uống thủy hướng Lâm Tại Sơn ngoắc chào hỏi. Lâm Tại Sơn đứng dậy ra phòng ghi âm. Đại thúc, ngươi ca viết thật là khá nhanh, ta buổi sáng cho ngươi phát bưu kiện, buổi chiều ngươi sẽ lục demo, thực sự là trong truyền thuyết khoái đao thủ A. Liêu Ba cung duy cười và Lâm Tại Sơn hàn huyên, cũng không có đem Lưu Manh Manh cấp Lâm Tại Sơn gọi điện thoại sự nói cho Lâm Tại Sơn. Việc này có điểm xấu hổ, Lâm Tại Sơn chưa từng cùng bọn họ nói qua hắn nhận thức Lưu Manh Manh. Có thể, giá đại thúc không muốn để cho người biết hắn và Lưu Manh Manh trong lúc đó có quan hệ. Đơn giản, Lưu Ba liền không hỏi nhiều. Người buổi chiều không đi làm. Lâm Tại Sơn hỏi, "Còn phải đi, ta trừ trống ra." Buổi trưa nghe nói Lâm Tại Sơn muốn lục demo, Lưu Ba thực sự hiếu kỳ, muốn nghe một chút Lâm Tại Sơn ca liền bớt thời giờ tới đại học đông nghệ. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, hỗ trợ cùng nhau lục người bạn tấu. Nắm chặt thời gian làm nhanh lên thật nhỏ dạng, nhân gia tiểu tàu nghĩa vụ đến hỗ trợ, đừng lãng phí nhân gia quá nhiều thời gian. Không có việc gì, Lâm lão sư, ta buổi chiều không có lớp. Thấy Liêu Ba thái độ đối với Lâm Tại Sơn thập phần thuộc lạc mà cung kính, Tào Bội Lan không dám chậm trễ Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn cấp cảm giác của nàng rất chính phái, thậm chí nho nhã hoàn toàn không giống truyền thông thường viết thô bỉ thô bạo tào bội lan thấy lâm tại sơn đệ nhất trực giác chính là giá đại thúc là một người bất phàm nàng hiện tại vừa từ từ khôi phục loại này phán đoán nếu liêu ba cảm vỗ lâm tại sơn nhất định là có nguyên nhân nàng lại muốn và lâm tại sơn kết giao liêu ba hỏi lâm tại sơn ngài thế nào chính lục nhạc đệm a không phải nói tìm một chi vườn trường dàn nhạc hỗ trợ sao trương bằng phi thở dài nói ai đừng nói nữa dàn nhạc đã xảy ra chuyện nhất thì bán hội không đuổi kịp đến sơn thúc lúc này mới phải chính ra trận sơn thúc ngươi vừa có bộ kia trống rất sắc bén a à? sắc bén cái rắm có mấy cái tiểu tiết đều tha vỗ lâm tại sơn bất đắc dĩ dù sao không phải là chuyên nghiệp đánh trống hắn thu xếp mọi người hiện tại nhiều người cùng nhau luyện một chút đi mập mạp ngươi đi bàn phím, ta vừa đạn quá, ngươi hẳn là nhớ kỹ một đại khái ba. Ta viết hảo cầm phổ, ngay trên bàn gõ bày đặt ni, người đối phó bàn phím. Không thành vấn đề. Tiểu ba, ngươi am hiểu cái gì nhạc khí? Chủ âm guitar được chưa? Chủ âm guitar. Quá, ta đạn một tiết tấu guitar còn được thông qua. Trương Bằng Phi cười yêu sách. Ba ca khi đó ở dàn nhạc là chủ sướng Kim Đàn Vi, ô, Long Thủ. Hắn Đàn Vi, ô, Long Lạp thật là tốt. Vậy thì thật là tốt, bài hát này lý có huyền nhạc biên khúc, ngươi tới lập một đoạn Đàn Vi, ô, Long Ba. Đi A, à, Đàn Vi, ô, Long ta lành nghề. Liêu Ba trong lòng âm thầm kinh ngạc, Lâm Tại Sơn dĩ nhiên làm huyền nhạc biên khúc, giá xếp thành không nhỏ. Tạo Bội Lan bị Lâm Tại Sơn vừa đánh trống câu ra hăng hái, chủ động giảng nói. Lâm lão sư, ta có thể đàn chủ âm guitar. Vậy được, ngươi tới chủ âm guitar. Lâm Tại Sơn không lãng phí thời gian, ta còn là đánh trống, như vậy chỉnh thể giai điệu liền không sai biệt lắm đều có. Ta bả bản nhạc cho các ngươi. Lâm Tại Sơn đem viết xong nhạc khí phân phổ đưa cho mọi người. Sau đó cấp đại gia nói một chút giá thủ, thiên niên chi luyến sáng tác tìm cách và muốn tạo nên ý cảnh. Ta bài hát này sáng tác khái niệm nơi phát ra vu anh quốc truyền thuyết cổ xưa bụi gai điểu, không biết các ngươi nghe nói chưa nghe nói qua bụi gai điểu, tương truyền loại này điểu suốt đời chíp minh hát một lần, tự nó bay khỏi ổ sau ngày đó trở đi, liền thủy chung không ngừng tìm một loại bụi gai, tìm được hậu liền phấn đấu quên mình dấn thân vào vu tối lợi hại một cây gai thường, cứ như vậy, nó đem trước khi chết đau nhức hóa thành dễ nghe cảm nhân tiếng kêu. Một tiếng này gọi, thê mỹ động nhân, uyển chuyển như hà, làm cho nhân gian tất cả thanh âm trong phút chốc buồn bã thất sắc. Một khúc kết thúc, bụi gai điểu cũng rốt cục khí kiệt mệnh vẫn, dĩ thân tuẩn ca, nó dĩ một loại thảm thiết bi tráng, tạo nên vĩnh hằng mỹ lệ, làm cho môn lưu lại một đoạn bi thương có một không hai. Lâm Tại Sơn giá sáng tác ý đồ nhất giảng, lập tức nhượng ca khúc đề cao một ép cách. Trương Bằng Phi và Liêu Ba đều sinh ra một loại cảm giác, Lâm Tại Sơn ở nói bụi gai điểu, thật giống như đi qua lâm tại sơn bản thân như nhau, suốt đời chích minh hát một lần, sau đó liền dĩ thân tuẩn ca. Nói vậy, giá đại thúc nhất định ở bài hát này thường trút xuống không ít cảm tình ba. Tào Bội Lan trước nghĩ Lâm Tại Sơn bài hát này ca từ quá trang bê, nhưng nghe Lâm Tại Sơn sáng tác khái niệm hậu, nàng mới ý thức tới đây là một thủ có chuyện xưa ca, ngược lại có chút thưởng thức bài hát này ý cảnh. Liên tưởng đến bài hát này nhạc đoạn phép bài tỷ khí thế của dịu dàng chuyển giai điệu, quả thật có bụi gai điệu nhất minh tuyệt thế cái loại cảm giác này, hát lên khẳng định rất đáng nghiêng. Lâm Tại Sơn nói tiếp. Tôn Thuần Giai diễn bộ này kịch truyền hình đại khái ta xem, bộ phim này sở đắp nặng ái tình, tự như bụi gai điệu tiếng kêu như nhau, vượt qua thời không giao thác, vượt qua mỹ lệ cùng sầu bi, chỉ vì rung động đến tâm can một đoạn chuyện, cho dù vân vân một ngàn năm đều phải vân vân ta nghĩ ta bài hát này và kịch truyền hình tương đối phù hợp. Liêu Ba Tán Dương gật đầu, đồng ý Lâm tại Sơn thuyết pháp. Tiểu Tào, bài hát này bản nhạc ngươi xem ba, có như thế nào không rõ sao? Trước nhìn thời gian có điểm mơ hồ, nhưng nghe Lâm Lão Sư ngươi như thế nhất giảng, ta liền lý giải sinh ra, giai điệu phương diện ta không thành vấn đề. Dù sao cũng là chính quy xuất thân, quay bản nhạc hát, Tào Bội Lan còn là rất thuận buồm xuôi gió. Đợi đầy thời gian, ngươi xem một chút nếu có thể ngâm nga đi ra, ngươi liền ngâm nga đi ra, như vậy nhượng chúng ta đại luyện rất có hiệu suất. Tốt. Tất cả mọi người làm quen một chút chính nhạc đệm bộ phận 3, 5 phút sau đó chúng ta hợp nhất biến. Ok. Mấy người ứng, đều tự đi luyện tập. Đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, không cần quá nhiều chỉ điểm, mọi người đều biết chính nên, Lâm Tại Sơn thích loại này hữu hiệu tỷ số hợp tác tiết tấu. 5 phút đồng hồ hậu, bốn người bắt đầu rồi lần đầu tiên tập luyện. Lâm Tại Sơn phụ trách nắm giữ tiết tấu đến đánh trống, trương bằng phi bàn phím, tạo bội lan chủ âm guitar, liêu ba đàn vi ô lông. Có huyền nhạc phối hợp, bài hát này biên khúc thoáng cái liền trở nên hoa lệ bắt đi. Bài hát này nguyên khúc biên khúc thập phần kín đáo, nhạc khí phối hợp rất cẩn thận. Bây giờ còn thiếu rất nhiều biên khúc bộ phận, nhưng mấy thứ chú nhạc khí phối hợp cùng một chỗ ca khúc khí tràn lập tức đã bị đắp nặng đi ra. Nhất là tàu bội lan điện guitar, đạn tương đương đẹp. Lâm Tại Sơn, Liêu Ba, Trương Bằng Phi đều là lập ban nhạc, vừa nghe tàu bội lan đạn guitar, bọn họ liền đều ý thức được giá xinh đẹp con lai guitar rất có trình độ. Bài hát này chủ âm guitar giai điệu kỳ thực rất đơn giản, cũng không có gì phức tạp kỹ xảo hàm ở bên trong, nhưng càng là đơn giản giai điệu, bắn ra tình cảm độ khó lại càng cao. Đây là cần thiên phú có vài người đạn guitar thì là luyện thế nào khắc khổ cuối đạn đi ra ngoài âm sắc và cảm giác cũng không mỹ tương đối khô mà có vài người không cần quá luyện bọn họ đạn đi ra ngoài âm sắc liền đặc biệt mỹ loại này nhạc cảm thượng chênh lệch thật giống như người dây thanh như nhau thuộc về trời sinh phạm trù lâm tại sơn nghe tạo bội làng guitar âm thanh trong lỗ tai có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái sau đó Tào bội lan đơn giản hát một chút giá thủ thiên niên chi luyến, nàng lúc ca hát tiết tấu cảm cũng nắm chặt vô cùng tốt. Nàng lã lướt mạng dịu thân thể, toàn thân đều tản mát ra một loại trời xanh vận luật cảm, đầy đối với ca sĩ mà nói là cực kỳ khó được rèn luyện hàng ngày. Cũng không biết thiên phú như thế và Tào bội lan huyết thống có đúng hay không có một điểm liên hệ. Khách quan giảng, chúng ta dân tộc hán người âm nhạc tế bào là rất kém, từ xưa đến nay, người hán tộc sẽ không có coi trọng quá âm nhạc cái này nghệ thuật chúng ta máu lý sẽ không có âm nhạc tế bào và tự chúng ta quốc gia dân tộc thiểu số so với và người da đen mỹ châu nhân so với và dựng dục phương tây cổ điển âm nhạc người âu châu so với chúng ta phổ biến nhạc cảm là rất kém cỏi nhân gia cầm lấy nhất kiện nhạc khí đến là có thể đùa tốt hát khởi một ca khúc đến là có thể tùy ca mà vũ nhưng chúng ta dân tộc hán người âm nhạc công năng tự như bị thiến như nhau đối mặt âm nhạc, chúng ta biểu hiện luôn luôn rất hàm súc, thậm chí là chết lặng. Những chúng ta đi tâm thính âm nhạc có thể, nhưng những chúng ta đi đắp nặng âm nhạc, cái này khó khăn. Vị diện này có hơn 10 ức dân tộc Hán Nhân, chân chính có cái loại này phát ra từ cốt tủy âm nhạc tế bào dân tộc Hán Nhân, lại lát đác không có mấy. Lão Tổ Tông cho chúng ta để lại rất nhiều trân quý tố chất phẩm chất, cần cù, kiên nhẫn, trí tuệ, có hiếu tâm, vân vân, nhưng chính là không cho chúng ta lưu lại hơn người âm nhạc tế bào Muốn nói lão thiên gia cũng là công bình Không có khả năng bả tất cả ưu điểm đều ban tặng đồng nhất một dân tộc Ở thế giới trước là như thế này Vì diện này vẫn là như vậy Mỗi khi thấy nước ngoài một ít rất có thiên phú nhạc đồng hồ đeo tay diễn thì Lâm tại Sơn Đô Hội có một loại rất hưởng thụ cảm giác Giá thật không là xính ngoại Mà là thật thật tại tại trên lệch Bây giờ nghe tàu bội lan đạn guitar hát Lâm tại sơn đầu nhập trung luyện có một loại rất hưởng thụ cảm giác. Khách quan giảng, tàu bội lan tiếng ca không phải là rất có đặc điểm, không phải là cái loại này vừa nghe là có thể làm cho nhớ thanh âm, nhưng của nàng tiết tấu cảm hòa thuận vui vẻ cảm thực sự quá tốt, điều này làm cho nàng hát đi ra ngoài ca, đạn đi ra ngoài guitar đều rất dễ nghe, có giảng 10 phần, nội hàm phong phú, làm cho nghe đặc biệt thoải mái. Hiểu ca cảnh hậu, tàu bội lan hát lâm tại sơn giá thủ thiên niên chi luyến cũng rất thoải mái ở lâm tại sơn giảng đơn dưới sự chỉ đạo vài người vô dụng một giờ liền đem bài hát này demo cấp lục được rồi nhìn thời gian đã không còn sớm vừa thưởng thức một lần tạo bội lan hãy thiên niên chi luyến hoàn thành hãy hậu liêu ba liền lưu luyến không rời ly khai phòng ghi âm trước khi đi hắn còn không quên và tạo bội lan hổ để lại điện thoại liêu ba trước đây chân mới vừa đi trương hạo mang theo tất vĩnh cương đám người liền hấp tấp chạy đến phòng ghi âm Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 48 Quan gia dễ kết không dễ giải Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 48 Quan gia dễ kết không dễ giải đang cùng Lâm tại Sơn trò chuyện mặt khác một bài Thiên niên chi luyến sáng tác tìm cách Nghe được cửa phòng mở, tạo bội lan quay đầu nhìn lại, đúng là ăn mặc bạch áo thun quần diêm trương hạo vào được. Giữa hai lông mày lập tức ngưng ra căm hận thần sắc, mắt lạnh thoáng nhìn, ánh mắt lợi hại tự như lưỡng cây đau dường như suýt đến rồi trương hạo trên người. Tiêu sái sau này vuốt đại tóc dài, vừa vào nhà liền thấy tàu bội lan trương biểu. Tử mặt, trương hạo sửng sốt, gỡ tóc dài tay của dừng lại, kinh ngạc hỏi lâm tại sơn. Sư phụ! Người thế nào đem nàng gọi tới? Sư phụ! Lâm lão sư, đây là ngươi đồ đệ. Tạo bội lan kinh ngạc hỏi Lâm tại sơn. Ngươi tìm vườn trường giàn nhạc chính là đám người này. Không có nói đùa chớ. Tạo bội lan trong giọng nói lộ ra cực độ khinh miệt khẩu khí, cho dù ai đều có thể nghe được, nàng thì tính đồ vi rác rưởi. Tất vĩnh cương thần sắc động lại, tim đập không rõ gia tốc, hoảng hốt đều có chút không biết làm sao, hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ là tình huống gì. Lý Hạc và Trương Hạo một lòng, nhìn thấy Tào bội lan hậu, trên mặt toát ra khinh bỉ thần sắc. Tống bằng ham mê nữ sắc, thấy Tào bội lan bực này mỹ nữ, trong lòng là tương đối sung sướng. Hắn biết tàu bội lan và tín đồ nhạc đội có sóng núi, nhưng có thể gần gũi thấy mỹ nữ, tống bằng liền ám thoải mái. Nhất là hôm nay Tào bội lan, quần áo nón nảy đặc biệt gợi cảm, thật mỏng tuyết tơ sam hạ hai luồng tròn vo đường viền, lung lay sắp đổ thật là làm cho nhân thèm nhỏ dại a à. trương bằng phi vừa thấy giá kiếm bạc nổ trương tràn diện chỉ biết trương hạo khẳng định còn không có tiền tạo bội lan xin lỗi ni lâm tại sơn hướng trương hạo bọn họ ngoắt các ngươi trước tới ngồi xuống nghỉ một lát sư phụ ngươi tên là nàng tới làm chi a à? trương hạo vừa thấy được tạo bội lan ngạo ngạo dùng lỗ mũi nhìn người hình dạng liền căm tức hận không thể sẽ cùng tạo bội lan xé bê cùng mắng một trận ngươi ngồi xuống trước. Lâm Tại Sơn không giận tự uy, phụng phiều nhượng Trương Hạo bọn họ đều ngồi xuống trước. Trương Hạo không dám ở Lâm Tại Sơn trước mặt quá mức lỗ mãn, trước không nói Lâm Tại Sơn là hắn âm nhạc trên đường đạo sư giáo phụ, riêng là Lâm Tại Sơn quá khứ đã biến thiên hạ vô địch thủ bạo lực qua lại, để những người tuổi trẻ này không dám làm càng. Trương Hạo đám người khí hò hét ngồi xuống trên ghế salon. Tất Vĩnh Cương dời một cái ghế, ngồi xuống tàu bội lan trắc diện, tự hồ là không dám cũng không quá nguyện ý cùng Tào Bội Lan chính diện đối diện. Tào Bội Lan xem chưa từng xem tất Vĩnh Cương, đúng mấy người khác, càng như thì thị vậy, thúi nàng đều lười xem bọn hắn. Ông lấy tuyết cánh tay, hai chân tréo ngoảy nữ khai thân thể, Tào Bội Lan hướng trương bằng phi bên này quay lại, thực sự lười xem trương hạo phó để cho nàng chán ghét sắc mặt. Trương bằng phi giảng trấn an tràn diện nói chuyện. Tạo sư mụi xế chiều hôm nay là lại đây giúp Sơn Thúc Lục demo, là sơn thúc khách nhân. Sư phụ, ngươi làm sao tìm được nàng lục đê mô a? Trương Hạo không hiểu hỏi lâm tại sơn. Tiểu tàu là lưu ba thỉnh âm nhạc hệ mã lão sư đề cử tới được, rất thích hợp do ta viết giá lưỡng bài hát thử ngón giọng tác. Nhân gia vừa đã bận việc đã nửa ngày, đã giúp ta lục hảo một ca khúc. Trương bằng phi giảng. Còn có một bài hát là đúng hát, cần ngươi và tàu sư mùi phối hợp một chút. Ta và nạn phối hợp. Ngươi đùa gì thế? Trương Hạo quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tạo bội lan càng khó chịu, hướng Lâm Tại Sơn nói thẳng. Xin lỗi, Lâm Lão Sư, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc ni, không giúp được ngài, ta đi trước. Ngươi khoan hãy đi. Lâm Tại Sơn hướng Tạo bội lan đè ép áp thủ, ý bảo Tạo bội lan ngồi xuống trước. Ta thính nói giữa các ngươi mâu thuẫn, việc này là hạo tử làm sai, Ta đại hạo tử hướng ngươi nói lời xin lỗi. Sư phụ, ngươi làm gì thế a? À? Một mình ta làm việc một người đương. Phải nói xin lỗi ta đến. Ngươi không cần theo ta xin lỗi. Ở trong mắt ta, ngươi liên căng mau cũng không toán. Thối biểu. Tử. Ngươi chửi tiện đúng không? Trương Hạo bị tạo bội lang cấp thoáng phát hỏa, đằng đứng lên, cư cao lâm hạ muốn hòa tào bội lang xé bê mắng nhau tất vĩnh cương một bả cấp trương hạo ân trở về trên ghế salon, đỏ mặt nộ khuyến ngươi làm gì thế a à? ta xong rồi ma ngươi nghe hắn nói như thế nào ta ba tạo bội lan lạnh lùng cười đứng dậy hướng lâm tại sơn tạ lỗi lâm lão sư thật có lỗi ta thực sự giúp ngài lục không được âm ta đề cử một tốt niên mùi lại đây giúp ngài lục ba ta phải đi ta chịu không nổi và người cặn bả cùng ở một phòng sẽ ở giá đợi ngài lần này ngọ cũng phải lãng phí. Ngươi nói ai tra ni? Trương Hạo chỉ vào mũi hỏi Tào Bội Lan. Trên huyệt thái dương gân xanh bính nhất bính, Tào Bội Lan lạnh cắn răng không cùng Trương Hạo xé, hơi hướng lâm tại sơn bái một cái, xoay người rời đi. Sư muội, ngươi đừng đi a. À? Trương Bằng Phi còn muốn khuyến vài câu. Lâm Tại Sơn xem giá tình thế, khuyến không thể khuyên, liền đỡ Trương Bằng Phi béo vai nhượng Trương Bằng Phi ngồi xuống, nhìn chồng chọc liếc mắt còn đang hùng hùng hổ hổ trương hạo, hắn thở dài lắc đầu, đi ra ngoài truy tạo bội lan. Tiểu tàu, ngươi chờ một chút. Lâm tại sơn đi mau hai bước, đuổi kịp đã muốn xuống thang lầu tàu bội lan. Dùng sức vận khí, tàu bội lan xoay người lại đúng Lâm tại sơn giảng. Lâm lão sư, ngươi đừng nói nữa. Ta và trương hạo trong lúc đó có thù không đợi trời chung. Ta không biết ngươi và hắn là quan hệ như thế nào, nhưng ta không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Tài Sơn bất đắc dĩ cười, giảng nói. Ta biết. Ta không nói chuyện của hai người các ngươi. Xế chiều hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngươi không phải mới vừa đã lưu điện thoại ta sao, sau đó muốn có gì cần ta giúp địa phương của ngươi, ngươi nói chuyện. Đi, cảm ơn ngươi, Lâm Lão Sư, ta muốn có gì cần ngươi giúp một tay địa phương, ta thật là mở miệng có thể cảm giác được lâm tại sơn trên người cái loại này thành thục ổn trọng khí tràn, tạo bội lan tâm tình thoáng thông thả một điểm. Còn là loại này lão nam nhân nhập mắt của nàng. Ta đây sẽ không ở lâu ngươi. Ngươi nói đề cử một sư muội quá tới giúp ta ghi âm đúng không? Đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng, trong vòng nửa canh giờ, khẳng định lại đây. Hảo, cảm ơn ngươi. Có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Ngài cũng gọi nói, muốn chân thỉnh a. À. Cố ý nhìn Lâm Tại Sơn ánh mắt của đẹp để cười, Tào Bội Lang cũng không cùng Lâm Tại Sơn đùa giỡn mập mờ, xoay người tiêu sái đi. Két. 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 Đang nghĩ ngợi bây giờ đại học nữ sinh thật đúng là đủ cá tính, trong túi quần tay của cơ rung. Lâm Tại Sơn móc trai nhìn, là Lưu Manh manh điện báo. Này. Lâm Tại Sơn nhẹ giọng nhận nổi lên Lưu Manh manh điện thoại lâm lão sư ngài bận rộn rất vừa cho ngài gọi điện thoại ngài không có nhận ta ở phòng ghi âm ghi âm ni vậy bây giờ không quấy rầy ngài ba không có việc gì ngươi nói vừa nam tả gọi điện thoại cho ta bảo ngày mai buổi sáng lại có quýnh lên việc hát tiệc cưới hỏi một chút ngài giá có nguyện ý hay không tham gia lưỡng bài hát năm nghìn tốt ngày mai buổi sáng ta không sao ngươi ứng với xuống đây đi ta đây ứng với xuống A, buổi tối ta cho ngài phát xác định tin tức, ngày mai buổi sáng ta đi đón ngài. Đi, khổ cực ngươi. Không khổ cực, có tiền tránh, khổ cực cái gì A, à? hi hi. Anh anh cười hậu, lưu manh manh cúp điện thoại. Két. 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 Mới vừa bắt tay cơ thả lại túi quần, điện thoại di động vừa rung. Lâm Tại Sơn cho rằng còn là lưu manh manh ni, móc ra vừa nhìn, là lữ thần. Lâm Tại Sơn đi tới bên cửa sổ, nhận nổi lên lữ thần điện thoại của. Này, thần tử. Sơn ca, ta hai ngày này bận việc nhà bên này sự, vẫn không nhín chút thời gian đến gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi tối hôm nay có rảnh rỗi không? Hai anh em ta đi uống chén rượu. Hảo hảo tâm sự. Hát Tử coi như, ta hiện tại tiếng nói không được, uống không được nhiều lắm rượu. Hai ta một khối ăn một bữa cơm ba ai nha cơm cái này tối hôm nay ta có một bữa tiệc nếu không ta đẩy ba và sơn ca ngươi đi cật nghe được lữ thần có chút hơi khó lâm tài sơn cười giảng nói không cần đẩy ngươi đi cật của ngươi ba ta bên này ghi âm ni buổi tối còn không biết mang tới khi nào ngươi lục cái gì âm ni lữ thần rất cảm thấy hứng thú tân đĩa nhạc không phải là đám bằng hữu lục một demo lâm tại sơn giảng nói ngươi buổi tối cơm nước xong vân vân có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta ta hiện tại ở chỗ kia có một quán cà phê tối hôm nay có nhạc gia biểu diễn hai ta qua bên kia ngồi một chút đi nghe một chút nhạc gia trò chuyện một chút thiên hôm nay là thứ bảy lâm tại sơn còn nhớ rõ thủy xuyên thạch tối thứ sáu thường gia chi dạ ni đi a à, buổi tối đó ta đã điện thoại liên lạc ngươi hảo buổi tối đó thấy và Lữ Thần hẹn xong hậu, Lâm Tại Sơn trở về phòng ghi âm. Xin lỗi, sư phụ. Vừa vào nhà, Trương Hạo giống như Lâm Tại Sơn nói nổi lên khiểm. Lâm Tại Sơn khoát khoát tay. Không cần nói xin lỗi, các ngươi giữa những người tuổi trẻ điểm ấy chuyện hư hỏng, ta là không quản được. Các ngươi yêu dù thế nào dù thế nào ba. Ta hiện tại thầm nghĩ trảo âm nhạc chuyện. Mọi người nghe vậy trầm mặt, nghe được, Lâm Tại Sơn là có điểm tức giận. Xem Trương Hạo thực sự ủy khuất, Lâm Tại Sơn khuyên nhất cú. "Ngươi hướng ta bảo chứng trôi qua, ngươi làm được là được, đừng nghĩ khác." Ngày hôm nay việc này cũng là chuyện đột nhiên xảy ra. "Lưu Dương bên kia thế nào?" Lý Hạc giảng. Hắn rửa ruột, phỏng chừng không có gì lớn sự, ở hai ngày viện là có thể đi ra, lầm không được tập luyện. "Sư phụ, ngươi chừng nào thì cho chúng ta bài tranh tài ca a?" À? xem một chút đi, chiều nay muốn không có việc gì, ta trước hết thay Lưu Dương đương bàn phím thủ, giúp các ngươi bài bài. Thời gian đã rất chặt, các ngươi dàn nhạc cần cải thiện địa phương nhiều lắm. Lâm Tại Sơn cố ý hướng Trương Hạo cường điệu. Vì tới một người nguyệt, các ngươi muốn đem tinh lực toàn bộ đặt ở âm nhạc thượng, không cần nhớ những thứ ngổn ngang kia chuyện. Bả dàn nhạc khỏe mạnh lực làm, sẽ không nhân coi thường các ngươi. Trương Hạo yên lặng gật đầu, bất khuất trong ánh mắt của thiêu đốt tưởng đề cao nhiệt tình, hắn thực sự là chịu đủ rồi bị Tào bội lan thối biểu. Tử khinh bỉ bộ dáng. Chiều hôm đó, tàu bội lan đề cử một âm nhạc rèn luyện hàng ngày tương đối khá niên mùi đến giúp Lâm tại Sơn bọn họ ghi âm. Lâm tại Sơn tự mình ra trận diễn tấu và chỉ đạo, tìm sắp tới ba mấy giờ, mới đem mặt khác một bài thiên niên chi luyến demo cấp lục hảo. Luận âm thuần nhạc rèn luyện hàng ngày, Tào Bội Lan muốn suý Trương Hạo Chí ít năm con phố. Tào Bội Lan không cần lâm tại sân nhất cú một câu chỉ đạo là có thể đem ca khúc rất tốt biểu hiện ra ngoài. Nhưng Trương Hạo không phải là chính quy xuất thân, tuy rằng tự học nhận điểm bản nhạc, nhưng nếu như nhìn không phổ, hắn không có cách nào khác hoàn chỉnh hát, phải lâm tại sân nhất cú nhất cú chỉ đạo, hắn tài năng hát xuống tới. Mặc dù đang bản lĩnh thượng, Trương Hạo so với Tào Bội Lan kém rất nhiều, nhưng tiểu tử này tiếng nói thực sự sáng quá, so với tạo bội lan cứng rắn thiên phú cao hơn một cấp bậc. Nếu như dụng tâm học tập nói chuyện, giả dĩ thời gian, tiểu tử này thực lực nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Bion Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 49 chín, 8 giờ rưỡi tối Thủy xuyên thạch quán cà phê Trên võ đài, ăn mặc đỏ đen cách áo mây, ô áo sơ mi trắng hát viện, đang dùng hồn hậu trung tính tiếng nói, dẫn lĩnh một rất nhỏ nhạc gia đội làm biểu diễn. Cái này lớn lên rất cụ anh khí nữ nhân, hát khởi ca đến, trên người nhưng thật ra sinh ra vài phần ôn mềm vị đạo. Nhạc gia tối ý tứ chính là ở bố lỗ tư thang âm thượng vận luật lắc lư, hát viện giọng hát và tiếng ca theo vận luật ngẫu hứng lay động dời, khi thì sống động hữu lực, khi thì uyển chuyển trầm thấp, âm ở thấp nhất thì, thậm chí đều có điểm như nam giọng thấp cảm giác, của nàng âm thanh tuyến tương đương có đặc sắc. Của nàng bảo diệt rất thành thục. Đối mặt với mười mấy đến phủng tràng bằng hữu và khách hàng, hát viện không chút nào khiếp tràng ý tứ, một bên hát, còn vừa cùng dưới đài đang ngồi ông mèo nữ lão bản Lô Thi Thi làm hổ động, xem chừng rất là thích ý hưởng thụ trong góc phòng. Lâm Tại Sơn chính rất xa, mỉm cười thưởng thức hát viện biểu diễn. Từ chuyên nghiệp độ lớn của góc đến xem, hát viện gia giọng hát tỳ vết nào tương đối nhiều, nàng đúng tiết tấu thiết phân không phải là rất tinh chuẩn, điều này nói rõ ông trời của nàng sinh nhạc cảm không phải là đặc biệt xuất chúng. Bất quá những khuyết điểm này, đều bị nàng rất kỳ lạ trung tính giọng hát cấp che giấu. Thính nàng hát, vị đạo rất đặc biệt từ từ nhắm hai mắt ngươi căn bản nghe không hiểu là nam hay nữ có vài người có thể sẽ rất phản cảm loại này bất nam bất nữ giọng hát nghĩ khó có thể tiếp thu nhưng có vài người đúng loại thanh âm này rất mê nghe rất có vị đạo khẩu vị của mỗi cá nhân đều không giống với cây cải củ cải trắng các hữu sở yêu tự như lâm tại sơn từ góc độ chuyên nghiệp đi thính hát viện hát hắn đã cảm thấy rất có ý tứ có tìm kiếm cái lạ cảm thanh âm như vậy ở giới ca hát rất ít thấy lâm tại sơn đối diện lữ thần đúng loại thanh âm này liền có chút không chịu nhận có thể buổi tối bữa tiệc uống hơn nửa cân rượu đế rất tận hứng hiện tại nhìn thấy lâm tại sơn vị này thất lý hương béo lão bản liền càng cao hứng rượu mời bắt đầu hàng loạt đi lên phản nghe hát viện thì nam thì nữ lắc lư tiếng ca lữ thần béo đầu vựng vựng hồ hồ đều có điểm muốn ói lưỡng người đã tọa giá hàng huyên hơn nửa canh giờ. Phần lớn thời gian, đều là lữ thần ở giảng. Nhân uống nhiều rồi, dễ nhiều lời. Lâu như vậy không gặp, lữ thần muốn đem một bụng nói chuyện đều đảo cấp lâm tại Sơn Thính. Sau khi ngồi xuống, hắn hé ra béo chủy sẽ không dừng lại quá, một mực theo lâm tại Sơn nhớ lại thanh xuân và quá khứ, cảm thán thời gian thấm thoát, nhân sinh như thoi đưa. Trong đầu mặc dù có nguyên lai đại thúc ký ức, nhưng dù sao đại thúc đi qua nhân sinh lâm tại sơn không có tự mình trải qua sở dĩ lữ thần một kính theo hắn tán gẫu quá khứ lâm tại sơn bị làm có chút mệt mỏi ứng phó bởi vì rất nhiều sự hắn đều không nhớ gì cả lữ thần lúc nói lâm tại sơn sẽ giả bộ ở nghe cho kỹ nhưng thực hắn là đang nghe hát viện hát thiếu chút nữa đã quên rồi năm ngoái ta gặp qua hải long lữ thần trong miệng cái này hải long là lâm tại sơn đương niên tổ siêu việt dàn nhạc bác thủ, tên đầy đủ lương Hải Long. Hắn ở hải sản trong thị trường bọc ba thang mà, hiện tại cũng là một tiểu lão bản. Ta thật không nghĩ tới, con của hắn lên một lượt sơ trung, lớn lên đặc biệt cao. Ngày đó ở hải sản chợ ta thấy con trai hắn, cao hơn Hải Long nửa cái đầu, ha ha, hắn nhưng mới lên mùng 2A. Ha ha. Tự như nói tướng thanh trung vai diễn phụ, nghe được lữ thần tiếng cười lâm tại sơn cũng phủng tràn cười cười tiếng cười kia không riêng gì cấp lữ thần cũng là cấp bên cạnh bọn họ một bàn khách nhân bàn kia khách nhân lâm tại sơn chú ý bọn họ đã nửa ngày là một nam ba nữ Tự hồ là đến bới lông tìm vết như nhau luôn luôn cấp hát viện uống thác màu có ở đây không nên ủng hộ ủng hộ lúc đầu lâm tại sơn cho là bọn họ không hiểu nhạc gia Sợ dĩ lão ở rất sai lầm thời gian cắt đứt hát viện sau lại lâm tại sơn phát hiện bọn họ không phải là không hiểu âm nhạc, mà là hiểu lắm âm nhạc. Bọn họ là đang cố ý cấp hát viện uống thác màu, nhất là hát viện hát tiết tấu không nắm giữ tốt thời gian, giá một nam ba nữ tất khứu hát viện. Điều này nói rõ bọn họ phi thường hiểu âm nhạc. Hát viện đã sớm nghe được, một nam ba nữ luôn luôn loạn ủng hộ, nàng thậm chí còn hướng bên cạnh Lâm Tại Sơn trên người nhìn chồng chọc vài mắt. Lâm Tại Sơn tóc bạc ở ánh đèn lờ mờ trung, có vẻ phá lệ chói mắt. Hát viện cho rằng một nam ba nữ là lâm tại sơn cái này chuyên nghiệp âm nhạc nhân mang tới quấy rối ni. Ngẫm lại, chúng ta và hải long đương nhiên không hòa thuận thời gian, cũng đều là sơ trung tiểu hài tử xấu xa. Không nghĩ tới đảo mắt tái kiến, chúng ta đời kế tiếp đều phải thượng sơ trung, thời gian trôi qua thật là nhanh a. À. Ngươi và ngươi vợ trước có hài tử không? Lâm tại sơn hợp thời hỏi lữ thần nhất cú. Đối với lữ thần, hắn vẫn tương đối quan tâm, dù sao. Đây là hắn đã từng cũng là tương lai rất khả năng bằng hữu tốt nhất. Và vợ trước không có. Nhưng Ngọc Băng hiện tại mang thai. Ba bán nguyệt mau bốn tháng rồi, hắc hắc. Chúng ta tra xét, là nhi tử. Lữ thần hạnh phúc nói. Địa phương có truyền thống, nữ nhân mang thai trong vòng ba tháng, bất năng ra bên ngoài thấu tin tức, đắc vân vân ba tháng sau đó, tại năng hướng ra phía ngoài báo hỉ. Có thể A Ngươi, muốn ông con trai lâm tại sơn chúc mừng lữ trình tạm được ba vẫn nỗ lực kết quả lữ thần say mà cười đắc ý phản khuyến lâm tại sơn nói thật à sơn ca ngươi mấy tuổi cũng không nhỏ lần này thấy ngươi ngươi cho ta cảm giác cả người đều có rõ ràng đổi mới sống không hề ninh ba ngươi có đúng hay không cũng nên thành một nhà lâm lão gia tử đương niên nguyện vọng lớn nhất chính là ông lên chắc trai tử Nghe được Lâm lão gia tử bốn chữ này, Lâm Tại Sơn tiếng nói một chút liền thay đổi chua. Có thể là nguyên lai đại thúc đúng gia gia của mình quá mức thua thiệt, ở ký ức ở chỗ sâu trong chôn giấu quá mức khắc sâu cảm tình, cái này như chốt mở như nhau, hơi chút vừa đụng, Lâm Tại Sơn liền theo trở nên rất uất ức khó chịu. Thấy Lâm Tại Sơn có điểm nghẹn ngào, Lữ Thần vội và quạt chính chủy một chút. Nhìn ta đây trương phá chủy, uống nhiều rồi cái gì đều nói. Ngươi đừng quá khó qua, Sơn ca, ngươi ở đây ký hiệu lý vài, hàng năm ta đều giúp lâm lão gia tử thượng hương tảo mộ, lão gia tử đi không cô đơn, nên tẩn hiếu ta đều giúp ngươi hết. Chốt mở lại bị mảnh liệt điểm một cái, lâm tại Sơn ngẩng đầu lên đến, nỗ lực xem trần nhà, không nhường nước mắt của mình rơi xuống. Nguyên lai đại thúc ký ức tình cảm, xúc động lâm tại Sơn bản nhân nội tại tình cảm. Chuyển kiếp tới có đoạn cuộc sống, có chuyện, Lâm Tài Sơn vẫn không dám nghĩ tới, hắn rốt cuộc là thế nào chuyển kiếp tới. Một, Khác thế hắn, có đúng hay không đã chết? Nếu như hắn đã chết, phụ mẫu hắn làm sao bây giờ? Sẽ có lữ thần bằng hữu như vậy, giúp hắn tận hiếu đạo sao? Cho dù có, cha mẹ hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cũng nhất định sẽ đau thấu tim. Phụ thân hắn là quân nhân xuất thân, tính cách cũng đủ kiên nghị, có thể còn có thể đứng vững sự đã kích này, nhưng mẫu thân hắn khẳng định không chịu nổi kết quả này lâm tại sơn càng nghĩ càng không dám nghĩ ở trong ấn tượng của hắn hắn ở đời trước tối hậu ký ức chính là bình thường thức đêm làm một từ khúc sau đó liền giấc ngủ không có gì địa chấn tai nạn xe cộ các loại hí kịch tính biến cố hết thảy đều rất bình thường hắn thế nào tự xuyên việc rồi đó chuyện này lâm tại sơn không dám nghĩ tới cũng không nguyện suy nghĩ hắn thà rằng để cho mình tin tưởng ở một. Khác thế, hắn còn sống, chích là linh hồn nứt ra, một người linh hồn tới nơi này một thế giới. Nghĩ như vậy tưởng, ngực liền bình tĩnh sinh ra. Chí ít ở một. Khác thế, hắn không nhượng phụ mẫu của chính mình thừa thụ thất tử thống khổ. Xuất cảnh sinh tình, Lâm tại Sơn rất lý giải trong trí nhớ đại thúc ấy nấy tình cảm. Nếu như đổi lại là hắn, bởi vì đánh nhau vào ngục giam, gián tiếp tức chết rồi khéo tay dưỡng dục hắn lớn lên da da, vậy hắn phỏng chừng cũng không biết nên dùng cái gì mặc kế tục sống sót. Ôi này, ta đây trương phá chủy, chân đặc biệt sao sẽ không nói. Ba. Lữ thần dùng sức quạt chính một cái miệng rộng, rốt cục cho mình trừ thanh tĩnh một chút. Sơn ca, ngươi đừng tưởng này chuyện thương tâm, đều đi qua, ta hướng phía trước xem. Hít sâu một hơi, đem trong trí nhớ thương cảm ép xuống, Lâm Tại Sơn làm bộ ngáp một cái, nhu liễu nhu mắt của mình gốc, ức khổ tư ngọc mỉm cười nói. Thần tử, về gia gia ta chuyện, ta phải cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì a, à, giá đều phải, ta anh em lưỡng cũng đừng chỉnh cái này. Thật vất vả thấy, ta nói điểm cao hứng ba. Đi, vậy nói điểm cao hứng. Ta còn không nói cho ngươi biết ba, ta có một khuê nữ, năm nay 19 đều, liền ở bên cạnh Đại học Đông Nghệ đến trường uống rượu đầu óc phản ứng mạng lữ thần đếm trên đầu ngón tay toán toán không biết hỏi nói ngươi có một mười chín khuê nữ là thân khuê nữ sao còn là nhận nuôi a à, còn là bạn gái ngươi a à, ngươi trong năm nhân gia gọi khuê nữ lâm tại sơn bị chọc cười các ngươi giá đều cái gì tư tưởng a à? có người nào đại lão gia mà trong năm bạn gái mình gọi khuê nữ đương nhiên là ta thân khuê nữ À, 19 thân khuê nữ, ta thế nào không biết A à trước? Ta trước cũng không biết. Là ba năm rưỡi trước đây ta khuê nữ tới tìm ta, ta mới biết. Tình huống gì A? À? Lữ thần nhất thời liền hứng thú. Lâm Tại Sơn đơn giản đem bạch cáp đích tình huống cùng Lữ thần nói một chút. Lữ thần nghe xong sinh nhiều cảm khái, say say xoa mình béo óc hồi ức nói. Bạch Vân. Bạch Vân ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có a à. Ta cũng không ấn tượng. Sơn ca, muốn nói lúc còn trẻ, ngươi thực sự là lửa đến nhà, lại có nhân ái ngươi yêu đến len lén cho ngươi sanh con, ha ha, để để toán phục ngươi. Ngươi cười dâm đã như vậy làm gì? Lâm tại Sơn nhấp một hớp mỹ thức cây cà phê, làm trân hầu, để cà phê xuống bôi, hạ giọng cùng lữ thần giảng. Nói thật, ta cũng hoài nghi ngoại trừ bạch cáp ngoại, bên ngoài là không phải là còn bay ta mầm móng ni. Lúc còn trẻ trôi qua quá loạn, cũng không yêu mang bộ, ta đặc biệt sao không có bệnh, quả thực chính là kỳ tích. Ha ha, ngươi lúc còn trẻ thân thể cứng trắng tựa như thiết như nhau, phổ thông nóng rần lên cảm mạo bệnh ta chưa từng thấy ngươi đắt quá, ta cũng hoài nghi người cùng chúng ta người bình thường hệ thống miễn dịch không giống với, của ngươi hệ thống miễn dịch quá cường đại, coi như là ngã kết bệnh độc, phỏng chừng cũng có thể làm cho ngươi miễn dịch. Đình chỉ Lâm Tại Sơn làm một phòng ghi âm trung bình dùng dừng thủ thế, nói miệng không ngăn cản lữ thần. Thật là ác tâm, ngươi chớ nói nữa. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a. Thế nào nghĩ lại mà kinh a? Ta hảo hoài niệm chúng ta đương niên cùng nhau cảo biôn ngày, ta thật là nhớ lại đi một lần rốc èn rôn lộ. Lữ thần vô hạn cảm khái nói. Trong miệng hắn biôn, chính là bọn họ đương niên thành lập dàn nhạc siêu việt tiếng anh danh. Rất vừa khớp. Lâm Tại Sơn làm cái này dàn nhạc, và một người vị diện người Hoa Điện Phủ Khóa dàn nhạc cùng tên. Càng trùng hợp là, Lâm Tại Sơn bọn họ cái này bi ôn dàn nhạc lý, cũng có người không ở thế. Ngươi đều thành gia lập nghiệp đương lão bản lớn như vậy, còn muốn ngoạn rốc èn rôn Ngươi đừng khứu ta, thành gia ta là thành gia, lập nghiệp ta cũng không lập, ta nhận là gia gia ta nhà hàng, ngươi đây đều biết. Thất lý hương đại phát triển giai đoạn trước, là dựa vào tiền của ngươi cho phát triển, là ta ba đang làm. Sau lại đều là Lữ Dương ở kinh doanh, làm trưởng tử trưởng tôn, tiệm này bây giờ là truyền tới trong tay ta, nhưng nói thật, ta chính là nhất trên danh nghĩa trưởng quỷ. Tuy rằng không phủi, nhưng bình thường đều là đi chứng thực và chấp hành dương tử định sách lược, ta cái gì chưa từng lập. Xây rượu thổ chân ngôn, và lâm tại sơn, lữ thần không có gì có thể ẩn nấp dịch. Cho đến ngày nay, Hắn có thể chân chánh xuất phát từ nội tâm oa tử người nói chuyện không mấy. Sơn ca, ta bây giờ nhìn ngươi còn đang ngoạn âm nhạc, thực sự là ước ao, ta thật muốn và ngươi một khối ngoạn. Chúng ta biôn dàn nhạc nếu có thể một lần nữa tổ đứng lên thì tốt rồi. Nhưng cũng tích a, à, kiệt tử mất, khải nhân gian chân phát rồi, chúng ta biôn không bao giờ nữa có thể như đương niên hoàn chỉnh như vậy. Lữ thần trong miệng kiệt tử, tên đầy đủ hát kim kiệt là bọn hắn dàn nhạc thì ra là bàn phím thủ, 5 năm trước bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Khải, tên đầy đủ Lô Khải, là dàn nhạc đã từng chủ âm guitar thủ, rất cá tính một người. Lữ Thần tối hậu nghe nói Lô Khải tin tức, là người anh em này mà phạm tội mà chạy trốn đi Đông Nam Á, lại sau đó liền nhân gian chân phát rồi. Người nếu muốn ngoạn âm nhạc, không nhất định cần phải tổ dàn nhạc. Người bình thường không sao, liền tới tìm ta hai ta một khối vui đùa một chút, nung đúc đào giả tình thao. Ta cũng không muốn quan đào giả tình thao ngoạn âm nhạc, ta nghĩ bả âm nhạc ngoạn đại. Thế nào một ngoạn? Sơn ca, ta ngày hôm nay uống, nhưng không uống đa, ta đang cùng ngươi giảng thực sự a, à, ta có tiền sau đó vẫn thì có như thế một tìm cách. Ta nghĩ cả một độc lập xưởng bài, đã bảo, Bion, chúng ta muốn siêu việt chính, ra tốt nhất đĩa nhạc, chế tạo tối táo xưởng bài nhưng ta vẫn không hề động lực làm chuyện này. Hiện tại gặp gỡ ngươi, nghe được của ngươi tân âm nhạc, ta bị đè nén thật lâu viên kia âm nhạc tâm, lại bị ngươi cấp đốt. Ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ làm chuyện này. Ta đã không kịp chờ đợi muốn vì âm nhạc lại hiến một lần thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Nêu, 10 Vạn Trả Thù Lao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 38 10 Vạn Trả Thù Lao Tiểu Thuyết Cà Vương Tác Giả Thông báo cà rốt số lượng từ 3832 thời gian đổi mới 2015 11 24 02 15 7 giờ tối Thương Hải Lộ Trà Xanh Nhà Hàng Trương Hạo làm ông chủ, Trương Bằng Phi tiếp khách hai người thỉnh lâm tại sân ăn, thương thảo chế tác tân album chuyện. Tính đồ nhạc đội tờ thứ nhất sáng tác album, chân lý, ngày hôm trước thời gian lục được rồi. Trương Hạo bọn họ một đám hài tử rất hưng phấn, nghĩ rốt cục có chút thành tích. Nhưng nghe Trương Bằng Phi từ chuyên nghiệp âm nhạc người độ lớn của gốc cho bọn hắn làm ra khách quan lời bình hậu, bọn họ đều nghĩ tờ này tìm hai vạn đồng tiền làm được nguyên sang ngầm album, từ khắp nơi các mặt mà nói, đều rất không thói quen tờ này ngầm eo nên ở online bán hay là muốn bán, nhưng bọn hắn phải có mục tiêu cao hơn và truy cầu. Trương Bằng Phi cấp Trương Hạo đề nghị, nếu như tín đồ độ nhạc đội muốn trở thành một chuyên nghề nghiệp lưu hành rốc èn rôn dàn nhạc, kỳ thực có thể đi đường tắt, nhượng càng thành thục hơn có tài hoa âm nhạc nhân dẫn đường, giúp bọn hắn chế tạo hé ra đáng sợ hơn tiêu chuẩn tân eo Ở quá trình này Trung, tín đồ nhạc đội đem học được rất nhiều việc, cũng sẽ nhận thức đến chênh lệch cùng tự thân chưa đủ. Là trọng yếu hơn là, tính đồ độ nhạc đội nếu có có thể nã đắt xuất thủ tân album, rất có thể sẽ hấp dẫn đến đĩa nhạc công ty chú ý, có thể thật sớm là có thể ký một phần tốt đĩa nhạc hiệp ước, chân chính bán ra chức nghiệp tróc èn rôn vàng nhạc bước đầu tiên. Trương Bằng Phi giá vừa thông suốt lừa dối, kỳ thực liền là muốn cho tính đồ nhạc đội làm tiếp album, như vậy hắn giúp đỡ bọn họ phòng giám sát ghi âm tố hậu kỳ, liền lại có tiền buôn bán lời. Ở Trương Bằng Phi trong mắt Trương Hạo cái này em kết nghĩa chính là chip có tiền Đông Hải tiểu dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Bất quá Trương Bằng Phi có điểm tự mình hiểu lấy, biết bằng tài nghệ của hắn cấp tín đồ nhạc đội không làm được chân chính nạ đắc xuất thủ album. Vừa vặn gần nhất đụng phải lâm tại sơn vị này siêu cấp tư thâm tróc èn rôn tiền bối, lại từ Tôn Ngọc Trân bên kia nghe được, lâm tại sơn tay của đầu tựa hồ có chút chặt. Vì vậy Trương Bằng Phi liền khuyến khích cục này, muốn cho Trương Hạo thỉnh lâm tại sơn vị này siêu cấp trốc èn rôn tiền bối cho bọn hắn tố album. Trương Hạo có tiền, nếu như hắn thật có thể mời được lâm tại sơn thao đao chế tác, vậy bọn họ tính đồ nhạc đội tân album quy cách khẳng định thấp không được, chế tác phí dụng cũng sẽ tương ứng đề cao, như vậy Trương Bằng Phi có thể tiền kiếm liền càng nhiều. Chuyện này muốn thật có thể thúc đẩy, không chỉ có đúng Trương Hạo bọn họ tính đồ nhạc đội có trợ giúp rất lớn, còn có thể nhượng lâm tại sơn kiếm được một khoản xa xỉ thu nhập, người của hai bên trương bằng phi đều có thể lấy lòng rốt cuộc giúp đối phương trương bằng phi chính còn có thể tránh đến một khoản ghi âm chế luyện trả thù lao có thể nói nhất cử tam đắc sở dĩ mập mạp này thập phần tích cực tưởng thúc đẩy chuyện này trương hạo bị trương bằng phi lừa dối đúng cái kế hoạch này rất là động tâm hắn thấy tận mắt chứng quá lâm tại sơn thâm hậu âm nhạc bản lĩnh và hơn người âm nhạc tài hoa lâm tại sơn không nghiêm túc như vậy tùy tùy tiện tiện sửa đi ra ngoài khai phong có một bao thanh thiên, đều để cho bọn họ hát có loại rất hai cảm giác. Chớ đừng nói chi là Lâm Tại Sơn làm nghe gió hát và hồ điệp. Loại này ca tuyệt đối không là bọn hắn loại này rốc èn rôn tân binh có thể viết ra. Mặc dù là một tự phụ thanh niên nhân, nhưng gặp gỡ chân chính núi lớn, Trương Hạo còn là biết thuộc cao thuộc thấp. Tự như Trương Bằng Phi nói như vậy, nếu như bọn họ thật có thể mời được lâm tại sơn loại này 20 nhiều năm trước ngay rốc èn rôn thịnh thế trung chứng minh quá mình thiên tài đại thúc, cho bọn hắn tính đồ độ nhạc đội lượng thân chế tạo hé ra tân album, vậy bọn họ có thể học được rất nhiều việc, giá đối với bọn họ mà nói là một phần khó được âm nhạc tích lũy, cũng đúng là một cái có thể cấp tốc đi thông thành công đường tắt. Hôm nay thanh niên nhân đều truy cầu thành danh phải thừa dịp sớm, ai muốn ý ở bình thường trung tiêu hao chính tối thanh xuân làm bậy niên kỷ hoa hiện tại có như vậy một cơ hội quý giá mới có thể hội cá chép vượt long môn trương hạo làm sao có thể không đi quý trọng đêm nay thỉnh lâm tại sơn tới dùng cơm vì biểu thành ý trương hạo rất khiêm tốn hướng lâm tại sơn nói ra bọn họ tín đồ nhạc đội đúng âm nhạc nhiệt tình yêu thương cùng với bọn họ truy đuổi mộng tưởng lúc không ngoạn hư hắn trực tiếp mang ra một kẻ khác thập phần động tâm giới cách mười vạn trung hoa nguyên tới mời Lâm Tại Sơn vì bọn họ lượng thân chế tạo hé ra tân album. Lâm Tại Sơn vốn có đúng tố ngầm album không phải là rất cảm thấy hứng thú. Tính đồ nhạc đội là chi liên phối hợp ăn ý độ đều không phải là rất tốt tân binh rốc èn rôn dàn nhạc, cấp cho chi này dàn nhạc chế tạo hé ra có thể làm nhân hài lòng album, nhất định sẽ rất tốn. Cho bọn hắn sao ca không cần tốn, nhưng cấp cho cái này phi nghề nghiệp dàn nhạc tập luyện và ghi âm, đối với đã tốt muốn tốt hơn lâm tại sơn mà nói tương thị nhất kiện rất nhất đầu sự tám phần mười hội hao tổn thượng một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không muốn nhượng đánh hắn lâm tại sơn danh hào chế luyện album là làm ẩu đại danh từ nhưng bây giờ trương hạo trực tiếp cho hắn ném ra mười vạn đồng tiền tạc đạn nặng ký điều này làm cho lâm tại sơn nhất thời đã tới rồi chút động lực phải biết rằng ở vị diện này đại đĩa nhạc công ty thâm niên chế tác nhân cấp một đường phi đỉnh cấp ca sĩ chế tác nhất album, đều không cần thiết có 10 vạn đồng tiền thuế hậu thu nhập. Dĩ nhiên, đĩa nhạc công ty chế tác nhân sẽ không nhận thầu từ, khúc, biên khúc công tác. Nhưng thì là hơn nửa bộ phận này thu nhập, 10 vạn đồng tiền đều là một không tính là thấp chế tác phí dụng. Vì diện này đĩa nhạc sản nghiệp rất khéo rút, tinh khiết hát trong phiến căn bản là tránh không được tiền. Đĩa nhạc công ty hát đối thủ album chế tác phí dụng, thông thường khu rất chặt, Bọn họ chủ yếu đầu nhập đều là ở tuyên phát một khối, phát MV cũng kiêm toán ở tuyên phát một khối. Để nhạc tuyên phát phí dụng, thường thường muốn vài lần thậm chí gấp mấy chục lần vu chế tác phí dụng. Trừ phi là giữa lúc đó cực kỳ một đường lưu hành ca sĩ, tổ nhất album mới mới có thể đầu nhập vượt lên trước 10 vạn thậm chí triệu chế tác phí. Vậy ca sĩ tố album, tinh khiết chế tác phí dụng cũng sẽ không vượt lên trước 10 vạn đồng tiền thậm chí có mấy vạn đồng tiền là có thể chế tạo nhất album. Trương Hạo bọn họ tố hé ra ngầm album, sẽ cấp lâm tại sơn đập 10 vạn chế tác phí, đây thật là muốn bắt tiền đập người tiết tấu, cũng đủ để thấy ra bọn họ thành ý. Đại thúc, sang năm chúng ta dàn nhạc ba người, bao quát ta, liền tốt nghiệp, năm sau mặt khác hai người huynh đệ cũng tốt nghiệp. Ta thực sự mong muốn ở tốt nghiệp trước, chúng ta dàn nhạc có thể tiên một chân bước vào nghề nghiệp vòng tròn chúng ta đều rất yêu âm nhạc chúng ta cũng hy vọng có thể ở trên con đường này đi xa hơn sở dĩ đại thúc chúng ta thật tình mong muốn ngài có thể chỉ giáo một chút chúng ta ngài muốn nguyện ý cho chúng ta tố album hướng chúng ta truyền thụ một ít tố âm nhạc kinh nghiệm chúng ta bái ngài làm thầy đều các ngươi dàn nhạc muốn bái lâm đại thúc vi sư thẳng thắn dàn nhạc danh cũng sửa lại ba gọi sơn cùng tín đồ thật tốt thính a à, ha ha các ngươi chính là lâm đại thúc tín đồ Ngươi người mập mạp đừng chuyện phím. Cười trách nhất cú bần đảng Trương Bằng Phi, nhìn về phía Trương Hạo, Lâm Tại Sơn chỉ điểm cái này ăn mặc HT tê tuất giữ lại đại tóc dài thì giác hệ thanh niên nhân. Ta có thể hiểu được các ngươi tưởng đi đường này tâm tình, ta cũng vậy từ các ngươi cái tuổi này đi tới nhiệt huyết vị thanh niên. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi nhất cú. Muốn đem âm nhạc làm tốt, làm thành công, cũng không cần nóng lòng cầu thành. Muốn làm một chân chính âm nhạc nhân, không phải là quan có thiên phú là được. Ở trong cái vòng này, linh cảm xuất phát từ chăm chỉ, thiên tài ở chỗ tích lũy. Nhất là tố rốc ẹn rôn dàn nhạc, ít nhất phải có hơn vạn canh giờ tập luyện và ma hợp, các ngươi mới chính thức có lên đường tư bản. Các ngươi giàn nhạc bây giờ còn quá non ni. Ta biết chúng ta bây giờ còn rất non. Chúng ta tưởng xin ngài giúp mang tố eo không phải là nóng lòng cầu thành, chúng ta là muốn cùng ngài đa học Đông Tây, đa tích lũy trương hạo cực lực giải thích lâm tại sơn đạm đạm nhất tiếu thanh niên nhân chính là thanh niên nhân luôn luôn thích biện giải nhất vài thứ nhưng mặc kệ bọn họ thế nào biện giải người từng trải liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ chân chính nghĩ cái gì trương bằng phi tác hợp nói đại thúc hào tử bọn họ quả thực rất thích âm nhạc bọn họ cũng là thật tâm sùng bái ngươi muốn cùng ngươi học đông tây ngươi phải có tinh lực nói chuyện liền chỉ điểm chỉ điểm bọn họ ba chưa nói tới chỉ điểm ta hiện tại ở trong vòng chính là một sát biên giới nhân các ngươi nếu muốn kháo ta đến bỗng nhiên nổi tiếng bác ra vị ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết khẳng định không đùa nhưng các ngươi muốn thật muốn từ ta đây học được ít đồ ta đây có thể giúp các ngươi chúng ta chính là muốn từ ngài giá học đông tây không ý tứ gì khác nghe ra lâm tại sơn có ý định chỉ điểm Trương Hạo lập tức khiêm tốn đón ý nói hùa. Trương Bằng Phi cũng khuyên bảo: "Tất cả kinh nghiệm đều đến từ chính thực tiễn, cho bọn hắn tối trương thành thục album, ở quá trình này trung, ngài nhất định có thể giáo hội bọn họ rất nhiều thứ." "Đại thúc, Hạo tử hoa 10 vạn đồng tiền mời tố album, giá học phí giao rất có thành ý, người muốn nghĩ ít, chúng ta có thể bàn lại." Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, biểu thị cái này có đàm. "Cái này cũng không cần nói chuyện." Mười vạn đã rất nói rõ vấn đề. Các ngươi muốn thật muốn nhượng ta tố album, còn muốn từ ta đây học Đông Tây, có mấy người điều kiện, các ngươi phải đáp ứng ta. Ngài nói, chỉ cần là hợp lý điều kiện, chúng ta tất cả đều tiếp thu. Trương Hạo miệng đầy đồng ý. Đầu tiên nói đúng là cái này album chuyện. Các ngươi đào mười vạn thỉnh để ta làm, ta chắc chắn sẽ không mã mã hổ hổ hồ lòng các ngươi ta sẽ dùng tâm giúp các ngươi lượng thân chế tạo album dặm ca khúc ta cũng mong muốn các ngươi cần tâm quý trọng những tác phẩm các ngươi nếu muốn học đông tây tân album sở hữu tất cả và sáng tác có liên quan sự liền đều do ta đến xử lý từ khúc biên khúc ta đều giúp các ngươi làm tốt cái này các ngươi không nên vớ vẩn nhúng tay nếu là treo ta danh thao đao chế luyện album cũng là treo ta danh viết ra ca ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng giá album chọn khúc quyền quyết định phải đều do ta đến định đến lúc đó các ngươi đừng nói bài hát này êm tai bài hát bất hảo thính bài hát này tưởng hát bài hát không muốn hát ta cho các ngươi viết ra cái gì các ngươi sẽ hát cái gì các ngươi muốn cần phải học hỏi nhiều hơn một chút làm thành thục album tiết tấu không nên tự cho là đúng cho ta vớ vẩn đề nghị cái này khẳng định đại thúc ngươi yên tâm chúng ta chính là ông và ngài học tập thái độ xin ngài giúp mang tố album về album tác phẩm chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ không tự tiện chủ trương. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ ở ngài vị này quan công chân thần trước mặt vớ vẫn đùa dẫn đại đao A. À? Nghe nói Lâm Tài Sơn muốn xử lý album trung tất cả từ khúc biên khúc, trương hạo tâm tình thật tốt. Trước hắn còn có chút ngượng mùng há mồm nhượng Lâm Tài Sơn xử lý sở hữu ca khúc ni. Hắn mong muốn chính là Lâm Tài Sơn có thể cho bọn hắn tố phân nửa ca, sau đó sẽ chọn phân nửa những người khác tác phẩm giá bọn họ cũng rất tri túc không nghĩ tới lâm tại sơn muốn toàn bộ sáng tác bọn họ tân album ca khúc đây quả thực quá cấp lực giá 10 vạn hoa quá đáng giá thứ nhì ta nhắc tới album chế tác vấn đề thời gian căn cứ phụ trách thái độ lâm tại sơn nói cho trương hảo các ngươi không nên nghĩ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm tốt giá album tốt album cho tới bây giờ đều là âm nhạc công tượng tinh điêu tế mại từ từ thôi đi ra ngoài. Tuy rằng trên thế giới này cũng có cái loại này thiên tài lóng lánh, linh cảm bạo phát, trạng thái kỳ hảo, trong khoảng thời gian ngắn liền lục tốt kinh điển album được xuất bản, nhưng các ngươi không nên ông cái này huyễn tưởng. Công nghiệp dây chuyền sản xuất thượng đi ra ngoài cái loại này album, ta không làm. Ta phỏng chừng các ngươi cũng không hy vọng ta cho các ngươi tố như vậy album. Trương Hạo gật đầu, ở trong lòng cấp lâm tại sơn phụ trách thái độ điểm một táng tuy rằng lâm tại sơn hiện tại chỉ là ngoài miệng nói một chút nhưng hắn cho người cảm giác không phải là cái loại này miệng đầy bào xe lửa hình âm nhạc nhân xem giá đại thúc mình làm âm nhạc thì cẩn thận tỉ mỉ thái độ chỉ biết hồ điệp hậu kỳ hắn lục vài con âm quỷ mỗi một con đều muốn nổi bật đường nét độc đáo trước đó chút nào không đường hoàng sau mới để cho nhân kinh điệu cầm tất cả hoài nghi đều sẽ biến thành kinh diễm kháo phổ kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Ta viết ca cần thời gian nhất định, các ngươi tập luyện và lục hát, cần thời gian dài hơn, giá album muốn chân làm, từ bày ra sáng tác khởi công, đến trung gian tập luyện thử hát, vân vân lục hảo âm, tối hậu lăn lộn âm quá mang tố hậu kỳ kết thúc công việc, nhất định là một đoạn rất dài dòng thời gian, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước ở Đại học Đông Nghệ ghi hình bằng, ta kiến thức quá các ngươi dàn nhạc tài nghệ ta không muốn nói quá lời khó nghe đã kích các ngươi tính tích cực, nhưng các ngươi xoay ngang. Chật chật, thực sự rất bất nhập lưu. Lâm Tại Sơn toát cao răng tử biểu tình, thực tại đã kích Trương Hạo. Mặt lộ vẻ cười khổ, Trương Hạo không có ý tứ ở Lâm Tại Sơn trước mặt cãi lại cái này. Và Lâm Tại Sơn loại này chuyên nghiệp trốc èn rôn nhân so với, bọn họ dàn nhạc quả thực rất bất nhập lưu, giá cũng là bọn hắn dàn nhạc cần học tập và đề cao địa phương trương bằng phi thay tín đồ nhạc đội nói về lời xã giao bọn họ dàn nhạc mới được lập không bao lâu còn rất khiếm luyện ni ngài nếu có thể cho bọn hắn đa truyền thụ ta kinh nghiệm ta tin tưởng hắn môn đề cao sẽ rất mau mấy hài tử này âm nhạc rèn luyện hàng ngày cũng không tệ ta nghĩ bọn họ rất có tiềm lực ta đối với ngươi môn dàn nhạc thành viên cũng rất lý giải nhưng đêm hôm đó ta cho các ngươi xếp hàng bài khai phong có một bao thanh thiên rốt cuộc có một bước đầu nhận thức Ngươi muốn nghe hay không thính ta đối với ngươi môn dàn nhạc sơ bộ ấn tượng và cái nhìn. Ngài nói, ta nghĩ thính. Trương Hạo rất chờ mong lâm tại sơn loại này thâm niên tiền bối đánh giá. Trương Bằng Phi béo cái lỗ tai cũng dựng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Niu, tạm thời thu đồ đệ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 39 Tạm thời thu đồ để tiểu thuyết Ca vương tác giả Thông báo cà rốt số lượng từ 5.284 thời gian đổi mới 2015, 11, 24, 02, 17 Bởi vì chích tập luyện một lần, ta đối với người môn dàn nhạc lý giải còn chưa đủ thâm nhập, khả năng tương đối phiến diện nhưng dĩ ta làm nhiều năm như vậy âm nhạc kinh nghiệm đến xem, ta nghĩ ta đối với ngươi môn dàn nhạc thành viên nhận thức vẫn có nhất định khách quan tính. Các ngươi giàn nhạc những người này, trên người có một ít điểm sáng, nhưng càng nhiều hơn đều là chưa đủ. Lâm Tại Sơn nhắm thẳng vào tệ đoan. Ta đầu tiên muốn nói, chính là các ngươi giàn nhạc chủ âm guitar thủ, đứa bé kia gọi tống bằng đúng không? Đầu lớn lớn cái kia. Tài nghệ của hắn thực sự phế vật ta không biết các ngươi giàn nhạc tại sao phải chọn hắn đương chủ âm guitar thủ. Đêm đó bài, túi thanh thiên, đơn giản như vậy hợp âm biến điệu, hắn đều đạn bất hảo, đắc luyện nhiều lần mới được. Giá tuyệt không phải là một chi rốc èn rôn giàn nhạc chủ âm guitar thủ xoay ngang. Các ngươi là ngoạn bên, cũng sẽ hiểu đạo lý này. Một chi dàn nhạc tay trống và chủ âm guitar là nắm giữ chi này dàn nhạc tiết tấu và giai điệu linh hồn. Chủ âm guitar thủ thật là tốt phôi, trực tiếp quyết định chi này dàn nhạc xoay ngang cao thấp đứa bé này nếu như không đem chủ âm guitar luyện hảo các ngươi dàn nhạc căn bản cũng không khả năng kháng đứng lên trương bằng phi tán đồng nói ngài nói quá đúng đứa bé kia guitar còn không có ta đạn thật là tốt ni hắn đảm nhiệm dàn nhạc chủ âm guitar chức thật sự là quá lao hào tử bọn họ vẫn muốn tìm một lợi hại guitar thủ thay tống bằng nhưng còn không có xem xét đến chọn người thích hợp trương hạo giảng tống bằng là tiểu đệ của ta hắn kỳ thực đỉnh nỗ lực muốn đem guitar luyện hảo nhưng hắn thiên phú hữu hạn chính hắn cũng minh bạch chúng ta dàn nhạc sau này nhất định sẽ tìm một tốt hơn guitar thủ thay hắn nhượng hắn đi đương tiết tấu guitar muốn thay liền sớm làm dàn nhạc tối ý tứ chính là phối hợp ăn ý độ các ngươi dùng như vậy một chủ âm guitar thủ tập luyện bài cái khác nhạc thủ xoay ngang đều theo hướng giảm xuống Ngài nói là, chúng ta chỉ cần tìm được thích hợp guitar tay, lập tức liền hoán. Trương Bằng Phi hỏi Lâm tại Sơn. Bọn họ dàn nhạc vài người khác thế nào? Cũng muốn hoán sao? Những thứ khác nhìn nhìn lại ba, liền tập luyện một lần cũng nhìn không ra nhiều lắm đến. Bọn họ xoay ngang khẳng định so với chủ này âm guitar mạnh hơn nhiều. Nhất là tay trống, liền không nói thế nào đứa bé kia. Hắn cái giá cổ rất thấy công lực, tiết tấu cảm rất tuyệt làm cho nghe sông thống khoái. Nếu không có hắn chống tiết tấu, các ngươi dàn nhạc âm nhạc căn bản là không thành được hình. Rốt cục bị khen, Trương Hạo trên mặt triển lộ ra hơi nụ cười đắc ý, không dối gạt ngại nói, đại thúc, chúng ta dàn nhạc giá tay trống tất vĩnh cương, là ngoạn bên lão thủ. Hắn từ cao trung bắt đầu liền đánh trống, tròn đánh lục niên cổ. Lâm tại sơn giảng. Lục niên cổ không lâu lắm. Nhưng vừa học vừa đánh trống, đã lục niên có thể trình độ loại này, nói rõ hắn thiên phú không tệ. Trương Hạo mong đợi hỏi lại. Những người khác đâu? Các ngươi bàn phím thủ là chính quy học qua âm nhạc. Đúng, Lưu Dương từ nhỏ liền đàn dương cầm, hắn rốt cuộc âm nhạc thế gia xuất thân, ba mẹ hắn đều là ban nhạc. Trách không được ni, hắn đúng từ khúc có mình lý giải, điểm ấy rất tốt. Nhưng trên người hắn lớn nhất mau bệnh chính là quá quy củ hắn bàn phím thiếu điểm sức giảng cũng có thể là ngày đó hắn tương đối khẩn trương không buông ra giá đều phải cần chỉnh chi dàn nhạc đi bị nhiễm hắn giúp hắn đề cao địa phương trương hạo thủ giáo gật đầu thính ý tứ này lâm tại sơn đối với bọn họ dàn nhạc bàn phím thủ cũng coi như thỏa mãn tín đồ nhạc đội bác thủ lý hạt rất yêu và nhân lôi kéo làm quen vuốt mông ngựa sợ dĩ lâm tại sơn đúng lý hạt ấn tượng tương đối sâu trực tiếp một chút danh đánh giá Lý Hạc tiểu tử kia bác non điểm, nhưng hắn nhạc cảm rất xuất sắc, nếu như để bụng luyện, hắn mới có thể luyện được khéo tay tốt bác. Nhưng ta cảm giác tính cách của hắn có điểm lười, hắn không quá yêu luyện cầm ba. Đêm hôm đó các ngươi tập luyện, ta xem là hắn luyện được ít. Tiểu tử kia là đỉnh lười, ha ha. Lười, nói rõ hắn không là thật nhiệt tình yêu thương. Hắn muốn thực sự nhiệt tình yêu thương nhất món khác, cũng sẽ không lười ta trở lại khẳng định hung hăng nói hắn nhượng hắn luyện thật giỏi người khác đều đánh giá xong liền còn dư lại trương hạo mình hắn không kịp chờ đợi hỏi lâm tại sơn đại thúc vậy ngài nghĩ tài nghệ của ta thế nào à người ha ha ngài đừng ha ha ta cho ta điểm khách quan tính cổ vũ tính đánh giá ba liếm da mặt dậy tuấn giật nở nụ cười tiểu tử này sĩ diện thực sự muốn nghe lời hữu ích cổ hồng của hắn cũng quả thực rất tuyệt, hắn vẫn coi đây là ngạo, hắn rất mong muốn sông lâm tại sơn loại này chuyên nghiệp âm nhạc người khẳng định. Muốn nghe dễ nghe a, à, ta đây liền cho ngươi nhất cú dễ nghe. Ngươi này tiếng nói, là thật thuyết phục ta nguyện ý vì các ngươi dàn nhạc tố giá album lý do. Trương Hạo vừa nghe lời này, ngực nhạc phôi. Hắn đắc ý nhất liền là cổ hồng của mình, không nghĩ tới Lâm Tại Sơn cũng rất coi trọng. Hưng phấn cấp Lâm Tại Sơn mời rượu đại thúc, ngài quá thật tinh mắt. Ta mời ngài một. Chúng ta lần này thực sự là tìm đúng người. Dĩ nuôi tiếng nói cây la hán mộc trà thay rượu, và trương hạo đụng một cái bôi, lâm tại sân nhắc nhở hắn. Ngươi bình thường ít uống rượu một chút ba, đa chú ý bảo hộ ngươi này tiếng nói. Ngươi muốn thực sự là tử tâm tháp địa còn muốn chạy âm nhạc lộ, như vậy con tiếng nói chính là ngươi vị tới ăn cơm tên. Của ngươi cao âm rất cho lực, thế nào khoa đều không quá phận, có điểm ta lúc còn trẻ cái bóng. Lời này cấp trương hạo khoa càng hai. Hắn liền thích nghe người ta khoa, huống chi là lâm tại sơn loại này siêu cấp trốc èn rôn nhân. Đại thúc, ngài cũng quá coi hắn ba. Là hắn giá tiếng nói, nào có ngài lúc còn trẻ cấp lực nha. Trương bằng phi phách lâm tại sơn nịnh bợ. Ngài lúc còn trẻ tiếng nói, tuyệt. Trực tiếp có thể đem người cấp hát băng đã nhiều năm như vậy, giới ca hát thượng cũng không ra khỏi điều thứ hai ngày như vậy tiếng nói. Trương Hạo cũng khoa nói. Không sai, đại thúc, ta cũng không dám và ngài lúc còn trẻ so với. Ngươi cũng đừng giả mù sa mưa tự ti mặc cảm, của ngươi tiếng nói rất tuyệt, đáng giá kiêu ngạo. Bất quá ta vẫn phải nói, nhớ kỹ bảo vệ tốt, không nên bởi vì tuổi còn trẻ, liền tiêu xài thân thể của chính mình và thiên phú, ta chính là ngươi tốt nhất phản diện giáo tài ta đương niên cũng là bởi vì không bảo vệ tốt tiếng nói hiện tại cao âm đã hát không được thì ra là lực đạo trương bằng phi phách nói ngài hiện đang ca so với lúc còn trẻ rất có mùi vị đã không kháo tiếng nói đều thế nào không kháo tiếng nói a à? lâm tại sơn nhấp một ngụm trà cười nói người nào hát không kháo tiếng nói a à? trương bằng phi giải thích là 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 dựa vào tiếng nói nhưng ngài hiện đang ca không được đầy đủ kháo tiếng nói. Thính ngài ca, bên trong bao hàm một loại tan thương từng trải, cá nhân ta nghĩ, so với ngài lúc còn trẻ cao âm còn độc nhân cái lỗ tai. Những thứ này đều là có thể gặp không thể cầu. Ta nếu như bảo vệ tốt tiếng nói, hiện tại có thể sẽ làm rất tốt. Nói chung có ta cái này vết xe đổ, các ngươi cũng không cần lãng phí nữa tài hoa của mình. Nếu muốn hòa ta học Đông Tây, cũng không cần quan học âm nhạc phương diện Đông Tây, phản diện giáo tài các ngươi cũng muốn hấp thụ. Cạn đàm tức chỉ, Lâm Tài Sơn cũng không muốn nói nhiều, nhưng những hài tử này chính đi thể nghiệm tổng kết ba. Ngươi càng là cấp thanh niên nhân quán thâu một ít tư tưởng, càng hội sản sinh nghịch phản hiệu quả. Thậm chí, bọn họ còn sẽ cảm thấy ngươi rất trang bê. Chỉ có chính bọn nó thân thân cảm nhận được, mới có thể thực sự hấp thụ những kinh nghiệm này giáo huấn không nghĩ tới lâm tại sơn là như vậy thẳng thắn thành khẩn đối đãi một tiền bối và lâm tại sơn uống giá bán đốn rượu trương hạo thì có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác lúc thu hồi chính đề lâm tại sơn lại cùng trương hạo nói hắn lập tức sẽ tham gia mạnh nhất xướng tác nhân ghi hình nhất định sẽ trở nên bề bộn nhiều việc hắn cấp trương hạo bọn họ tập luyện thời gian sẽ rất hữu hạn hắn mong muốn trương hạo bọn họ bắt được hắn tác phẩm hậu muốn quý trọng mỗi một lần tập luyện cơ hội không ảnh hưởng việc học dưới tình huống, tư để hạ tuyệt không có thể lười biến, chính bọn nó cũng muốn điên cuồng đi luyện tập. Vốn chính là một con rất non dàn nhạt, bọn họ hiện đang không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào lượng biến đến biến chất. Không có thời gian dài khắc khổ tập luyện, bọn họ căn bản cũng không nếu muốn tiến phòng ghi âm lục ca. Xét thấy điểm ấy, Lâm tại Sơn cấp trương hạo đưa ra một thứ đại khái album hoàn thành thời gian mong muốn, tranh thủ qua sang năm 7-8 tháng ba người bọn hắn dàn nhạc thành viên lúc tốt nghiệp, giá album có thể lục hảo cũng không tệ. Trương Hạo vừa nghe, thời gian dài như vậy. Có điểm há hốc mồm. Bọn họ vừa chép xong, chân lý, keo tiền tiền hậu hậu chỉ dùng không được hai tháng liền làm xong. Trong thời gian này còn có một đoạn thời gian rất dài làm trễ nải, là bởi vì Trương Bằng Phi không ở Đông Hải, không có cách nào khác giúp bọn hắn lục. Nếu như Trương Bằng Phi một mực Đông Hải, bọn họ phỏng chừng một tháng liền đem chân lý lục được rồi. Lâm Tại Sơn bây giờ lại muốn giúp bọn hắn lục 10 người nguyệt đến một năm, đây cũng quá dài quá ba. Đại Thúc, ý của ngài là, chúng ta cần dùng mau thời gian một năm tài năng bả tân album lục hảo. Ta đây nói đều là ngắn, các ngươi hiện tại liên xứng chức chủ âm guitar thủ cũng không có, còn nói gì lục ca A, chờ chủ âm guitar đúng chỗ, dàn nhạc chân chính thành hình sau đó, các ngươi còn cần đại lượng thời gian đến tập luyện ma hợp bồi dưỡng thành viên trong lúc đó âm nhạc thông minh sắc sảo và ăn ý dùng thời gian một năm đến lục hảo nhất album đối với các ngươi loại này tân binh dàn nhạc mà nói là hạng phi thường gian khổ khiêu chiến ta cũng hoài nghi các ngươi dùng thời gian một năm có thể hay không bả giá album lục hảo ta phỏng chừng không đúng đắt hai ba năm các ngươi tài năng bả giá album lục hảo trương bằng phi lần này cũng nghe choáng váng Giá đại thúc có muốn hay không như thế phụ trách A, à, loại này nằm album dùng 2-3 năm đến lục. Giá quá lãng phí thời gian ba. Án tay hắn tóc, có 2-3 năm đều lục ra hơn 10 album, tránh hơn 10 phân thu nhập. Giá đại thúc thật chẳng lẽ rất thích trương hạo bọn họ chi này dàn nhà. Tưởng bồi dưỡng bọn họ một chút. Bằng không, giá không thể nào nói nổi A. À. Trương Hạo cũng không nghĩ tới Lâm tại Sơn Hội như thế phụ trách, thu 10 vạn đồng tiền, muốn dạy bọn họ một hai năm gì đó, đây thật là ân sư a. À. Trong lòng hắn hết sức cảm động, nhưng là vạn phần sốt ruột, hắn hiện tại có một việc khẩn cấp, muốn Lâm Tại Sơn hỗ trợ giải quyết. Nhìn ra Trương Hạo tuổi còn trẻ khí thịnh sao động tâm tình, Lâm Tại Sơn kiên nhẫn khuyên. Ta vừa giống như ngươi nói, các ngươi không cần nhớ nóng lòng cầu thành, đây là không thể nào sự. Gặp qua chân con Cuba. Gặp qua a. À. Trương Hạo không hiểu Lâm Tại Sơn vì sao đột nhiên hỏi như thế một không liên quan nhau vấn đề. Gặp qua ngươi nên minh bạch, nếu muốn hồng, trước hết ở trong nồi chịu đựng. Lúc nào bị muộn ra chân chính vị đạo tới, các ngươi lúc nào ra lại qua. Bằng không, các ngươi thối thối tinh tinh đi ra, hình như hữu mô hữu dạng, nhưng ăn được nhân gia trong miệng, nhân gia hơi chút nhất phẩm sẽ cho các ngươi nhổ ra. Lâm Tại Sơn tỷ dụ thập phần đặc sắc, những Trương Hạo nghe được rộng mở trong sáng. Bội phục đến cực điểm, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất gấp. Đại thúc, ngươi nói những ta đều hiểu, chúng ta nhất định sẽ thật là tốt hảo tôi luyện chính, sẽ không nóng lòng cầu thành. Nhưng ta có chuyện chân đắc ta van ngươi ngài một chút, đây là việc khẩn cấp, tháng sau, Đông Hải muốn tổ chức mới nhất một lần Mẫn Châu sinh viên nghệ thuật tiết, bên trong có truyền thống dàn nhạc bị tái, chúng ta tính đồ nhạc đội đã báo danh tham gia. Ngươi xem xem có đúng hay không có thể tiên giúp chúng ta bài kỹ thủ nã đắc xuất thủ ca đi tham gia bị tái A. À? Trương Bằng Phi cũng rất quan tâm cuộc thi đấu này, nói cho Lâm Tại Sơn. Theo ta được biết, có không ít đĩa nhạc công ty đô hội quan tâm giá người sinh viên đại học nghệ thuật tiết giang nhạc bị tái, hạo tử bọn họ nếu có thể ở cuộc so tài này thường xuất sắc, có cơ hội và đĩa nhạc công ty ký hợp đồng. Đến lúc đó ngài giúp bọn hắn làm ngầm album là có thể đi đĩa nhạc công ty bản chính phát hành con đường phát hành lâm tại sơn tâm nói chuyện giá dàn nhạc liên một kháo phổ chủ âm guitar thủ cũng không có còn vọng tưởng và đĩa nhạc công ty ký hợp đồng đây không phải là nóng lòng cầu thành là cái gì bất quá nói về tín đồ nhạc đội tham gia loại này chánh quy đại hình dàn nhạc bị tái đúng tôi luyện bọn họ xoay ngang đề cao bọn họ trường thi biểu diễn kinh nghiệm là có có ích thấy lâm tại sơn không ra vẻ trương hạo nóng ruột nói đại thúc chúng ta lần này dự thi không phải là vì cầu danh chúng ta cũng là vì tranh một hơi thở. Tranh tức giận cái gì? Lâm Tại Sơn hỏi. Trương Hạo Nghĩa phẫn điện ưng giảng nói. Chúng ta dàn nhạc tay trống tất vĩnh cương, hắn nữ bằng hữu cho hắn phách chân, theo trường học của chúng ta một người nam. Đàn ông kia cũng là ngoạn bên, bọn họ dàn nhạc lần này cũng muốn tham gia dàn nhạc bị tái. Lão tất bạn gái trước đặc biệt ác tâm, tư để hạ nói chúng ta dàn nhạc không bằng cái kia dàn nhạc chúng ta bây giờ đều nín một hơi thở ni, nhất định phải giết chết cái kia giàn nhạc. nhưng lão tất cũng kiêu ngạo một hồi, triệt để đã quên người nữ. giá đều cái gì theo cái gì a? À? các ngươi giàn nhạc thắng nhân gia, tất vĩnh cương là có thể đã quên cô đó. lâm tại sơn rất không hiểu những người tuổi trẻ này trong đầu tư duy ăn khớp. ngài là không biết, lão tất người nọ tính cách tương đối trầm mặc, tâm đặc biệt nặng. hắn nữ bằng hữu phách chân của hắn cho hắn thương quá. Nhưng hắn vẫn không muốn nhiều lời, tất cả đều yên lặng nhìn. Chúng ta mấy anh em đều nghĩ, nếu là không giúp lão Tất ra giá miệng ác khí, lão Tất phi biệt xuất nội thương đến bất khả. Trương Bằng Phi cười nói, "Ta nói lão Tất bình thường thế nào buồn bã như vậy hồ lô a, à, nguyên lai hắn làm cho cấp phách chân a, à, đủ thảm." Lâm Tại Sơn dĩ người từng trải mỏm giảng nói, "Cảm tình loại sự tình này đã thấy ra điểm không phải tốt. Có cái gì nhưng cụ kết A. À? Ngài lời nói này dễ, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng muốn chân có thể làm được, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đều khuyến lão tất, nói cô đó không xứng với hắn. Nhưng lão tất tính cách quá cưỡng, toản tử lý mà. Khẩu khí này đặt ở bộ ngực hắn lý, thế nào đều phát tiết không được. Lần này chúng ta dàn nhạc nếu có thể giúp lão tất ra giá miệng ác khí, lão tất mới thật có thể chậm tới đây chứ trương bằng phi lái chơi cười khuyến lâm tại sơn đại thúc thính ý tứ này giả mang ngươi nói cái gì cũng phải giúp cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ a đừng vớ vẩn xả đạm lâm tại sơn cười trở về trương bằng phi nhất cứu đúng trương hạo giảng ta gần nhất còn không có ghi hình ni mới có thể nhín chút thời gian tới giúp ngươi môn dàn nhạc tập luyện tập luyện cũng chánh hảo càng làm quen một chút các ngươi dàn nhạc xoay ngang và cá nhân phong cách. Thật tốt quá! Đại thúc, ta thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ta lại mời ngài một. Sau đó chúng ta khẳng định hảo hảo theo ngài học. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta sư phụ. Trương Bằng Phi cười nói. Tiểu tử ngươi da mặt còn đỉnh dày, đại thúc người ta đã đồng ý thu ngươi làm độ đệ sao? Ngươi đã bảo trong nông nhân gia gọi sư phụ. Trương Hạo da mặt dày cười hắc hắc. Thì là đại thúc không đồng ý thu ta làm đồ đệ, ở trong lòng ta, hắn cũng là sư phụ ta. Ai bảo ta là một đại tục nhân ni, xem tại nơi 10 vạn đồng tiền phần thượng, ta trước hết tạm thời thu ngươi làm đồ đệ đi. Nhưng ta bả từ tục tiểu nói trước, ta hiện tại chỉ là tán thành của ngươi tiếng nói, mong muốn ngươi sau đó có thể để cho ta thực sự tán thành ngươi người này, cũng có thể nhượng ta vi thu ngươi như thế một đồ đệ mà cảm thấy trên mặt có quan, tự hào nhất định đại thúc ta khẳng định không chịu thua kém ta muốn dùng của ta cao âm hát nước ra róc ẹn rôn giới hát nước ra toàn bộ giới ca hát trương bằng phi cười nói ngươi còn không đổi giọng a à, còn gọi đại thúc ni đêm nay còn gọi đại thúc chờ ta bả 10 vạn đồng tiền cho đại thúc đánh tới lại chân chính đổi giọng gọi sư phụ có thể bị lâm tại sơn thu đồ đệ trương hạo cực kỳ hưng phấn tiểu tử ngươi còn thật biết giải quyết. Nếu nói đến tiền, chúng ta sẽ thấy nói tường tận nói tân album ca khúc bản quyền và tương lai tiền lợi chia làm ba. Lâm Tại Sơn lập tức và Trương Hạo tham thảo nổi lên bản quyền và tiền lợi vấn đề. Lâm Tại Sơn nói cái gì, Trương Hạo đều đồng ý. Có thể hoa 10 vạn đồng tiền nhận thức Lâm Tại Sơn như thế một sư phụ, hắn đã kiếm lớn, còn nào dám tính toán chi ly và Lâm Tại Sơn đàm tiền lợi hắn hiện tại chỉ muốn lâm tại sơn có thể cho bọn hắn ma luyện ra đến để cho bọn họ thật sự có âm nhạc kim cương toản giá mới là trọng yếu nhất về điểm này thí tiền hắn bất tại hồ rất hưng phấn đêm nay sau khi ăn cơm xong trương hạo say khước về đến nhà trực tiếp liền tự online chuyển khoản cấp lâm tại sơn tài khoản đánh 10 vạn đồng tiền lại đây liên lâm tại sơn trước đề nghị mấy ngày nữa phát thảo hiệp ước hắn cũng không mang nghĩ cũng không sợ lâm tại sơn lừa gạt hắn Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.